qua đại dịch này có phải là cộng nghiệp không, mặc dù dịch này do con người tạo ra. Thì dù là bệnh dịch hay là dù là thiên tai tự nhiên, tất cả không ngoài cái nghiệp của chúng sanh. Và cái nghiệp đó thì nó có biệt nghiệp, nó có cộng nghiệp. Pháp Hòa ví dụ, mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái biệt nghiệp, và có những người biệt nghiệp sống. Thí dụ trong một ngôi nhà, biệt nghiệp của mấy đứa con á là thích xả rác, biệt nghiệp của người mẹ đó thì làm biếng dọn dẹp, biệt nghiệp của người cha đó thì hay càm ràm. Thành thử ra mỗi người trong một căn nhà đó họ sống bằng cái biệt nghiệp của họ. Người mẹ đã lười dọn dẹp rồi mà gặp con thì hay xả rác. Rồi ba thì ông già ông đụng đâu là ông la đó, cho nên rồi tự nhiên nó tạo ra một cái không khí trong gia đình. Mỗi người tung cái biệt nghiệp của mình là nó làm một cái nghiệp chung, cái gia đình là rác đầy dãy mà cộng thêm không có không khí an lành. Thì cái xã hội này cũng vậy, mỗi người chúng ta sống bằng cái biệt nghiệp của mình, rồi chúng ta gom những cái biệt nghiệp đó trở thành một cái nghiệp chung mà chúng ta đang cộng hưởng. Phước đó, nó cũng có cộng hưởng, nghiệp nó cũng có cái cộng hưởng. Ví dụ bây giờ xin phép đại chúng, ví dụ bây giờ á, mình quý vị đặt ra một câu hỏi, rồi Pháp Hòa chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết của Pháp Hòa. Thì mình quý thầy trẻ chịu khó làm những cái chương trình này giúp cho Pháp Hòa, thì đây là chúng ta đang cộng hưởng cái phước do cái cơ hội này mà mọi người cùng không mất cái thời gian mình ở nhà, mà mình đã tận dụng cái thời gian này để chúng ta bồi dưỡng cái đời sống tâm linh của mình, bồi dưỡng cái trí tuệ hiểu biết của mình. Thì đây là cái phước mà chúng ta đang cộng hưởng. Nhưng mà bù lại, nếu mà chúng ta không làm những cái chương trình này đi, thì bây giờ quý vị ở nhà không biết làm gì, thì mỗi người sẽ sống theo cái tùy nghiệp của mình. Thành thử ra cái đó là bất cứ cái hình thức tai họa nào xảy ra đều tùy vào cái nghiệp, và bất cứ một cái phước nào nó xảy ra chung nó cũng tùy vào cái phước của chúng sanh, phước của cái vùng ở đó. Thì chúng ta gọi là cộng nghiệp hay là biệt nghiệp. Có phước thì cũng có những cái phước riêng của mỗi người và phước chung của tất cả. Ví dụ như một người cha sống rất là tốt ở trong hãng, cho nên cuối tuần nào hãng cũng tặng cho một cái bánh to đem về. Thì mấy người con vợ đâu có làm gì đâu, nhưng mà đem về là chia sẻ cái bánh đó là cộng phước, vì nhờ cái phước riêng của người cha được mọi người thương quý. Ví dụ vậy đó. Khi cúng cô hồn ngoài muối gạo thì có cúng cái gì khác được không? Và cúng xong rồi thì đồ cúng đó nên làm thế nào? Cái này kỳ trước và trả lời rồi. Tức là khi mà mình cúng cô hồn á, mình có thể cúng bất cứ cái gì chứ không nhất thiết phải là muối gạo. Vì chúng ta cúng muối gạo là vì chúng ta là người Việt Nam. Chỉ duy nhất có dân tộc Việt Nam cúng cô hồn muối gạo vì người Việt Nam là sống bằng gạo nước. Nhưng mà quý vị qua bên Tàu, quý vị không hề thấy trên cái bàn thờ cúng cô hồn có dĩa muối gạo ạ. Tại vì sao? Tại vì người Tàu ăn bánh bao. Không có bữa cúng nào của người Tàu thiếu bánh bao. Rồi bây giờ mình nói theo cái dân tộc nước Việt Nam, mình nói theo từng vùng nha. Người miền Tây á, mỗi một lần cúng giỗ á, là không thể thiếu bánh ít. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thích bánh ít nhân dừa lắm, rất là trông có cái giỗ để mà được ăn bánh ít nhân dừa. Pháp Hòa nói một cái biểu tượng thôi chứ còn có nhiều cái nữa. Rồi mà ra tới ngoài Trung á, là sẽ có bánh ít lá gai, thí dụ vậy. Ra tới ngoài Bắc là có bánh gì nữa đó, thì bánh chưng hay là oảng gì đó. Thì mỗi một cái vùng người ta ăn cái món bánh nào thì người ta cúng cái món bánh đó. Giống như câu chuyện bánh chưng bánh dày vậy đó. Đó là cái bánh thuần túy của người Việt, để nói lên là người, khi mà vua Hùng giải thích đó, người dân của chúng ta là làm ruộng để có gạo có nếp, thì hãy lấy cái gì mà chúng ta thu hoạch được để mà chúng ta làm ra thức ăn để tạ ơn trời đất,
Cho nên làm cái bánh tròn với bánh vuông để tượng trưng cho đất trời, để tạ ơn đất trời đã che chở, đã giúp đỡ cho chúng ta có được cái thu hoạch này. Và chính những cái thu hoạch này từ đất trời mà ra, thì hôm nay làm nên món bánh để cảm tạ đất trời. Đó là cái ý. Cho nên người Việt mình ăn cái gì thì chúng ta cúng cái này. Ví dụ bây giờ qua xứ Mỹ rồi, quý vị cũng không cần phải búi gạo nữa. Thí dụ nếu muốn thì có cũng những cái món Tây họ, người Mỹ họ thích pizza rồi vậy đó, mình cúng họ. Còn tại vì mình là người Việt cho nên mình quen cái cách cúng rồi, lúc nào cũng phải có cơm à, mà rồi cái mình người Việt mình ăn đũa thì mình cúng đũa, thấy không? Chứ có bao giờ mà thấy mà rồi người cúng mà đem quên đem đôi đũa lên đâu, cái nó cúng thiếu. Không có thiếu. Không có đũa thì lấy muỗng, lấy nĩa. Tại mình người Việt mình ăn đũa thôi, chứ mình cúng cho Ấn Độ chẳng cần đũa à, tại vì họ ăn bóc không à. Thật ra quý vị nhớ vậy đó, cúng là cái tâm của mình. Mình ăn như thế nào, đời sống mình thế nào, mình cúng cái đó. Ở dưới miền Tây á, người ta ở trước cửa nhà người ta có trồng bông trang, bông vạn thọ. Cho nên những cái ngày rằm mùng 1 nhiều khi không cần ra chợ mua bông gì hết trơn á, người ta hái cái bông trang vô, người ta để trong cái chén nước, người ta để bàn thờ người ta cúng cũng được nữa. Đó là thậm chí quý vị biết ở nhà người ta có bông mồng gà đó, người ta cắt bông mồng gà vô người ta cúng. Có vị mới nói không có được cúng bông gà. Hỏi sao vậy? Tại cái tên của nó, cái tên nó chứ mắc mới cái bông. Nhưng mà mình thì có cái quan niệm như vậy. Chứ ở chùa đây cũng vậy, Pháp Hòa cũng chẳng cử cúng chuối. Ai muốn đem gì cúng lên cũng được hết, cái tâm của người ta. Nhưng mà thường thì ông bà mình hồi xưa thì không có cho mang những cái nải chuối già lên cúng. Cúng là cúng chuối sim thôi. Vì chuối già cái dáng nó thô cho nên các vị không cho cúng. À, thì cái đó là tùy tâm của mình. Ở xứ này thì hoàn toàn chỉ chú già thôi, chứ làm gì có chú xin. Mà nếu có thì nó cũng mắc lắm. mua cúng ủa, không dám mua, không có đủ khả năng. Còn mình khi mình cúng rồi, những thức ăn cúng ông bà, cúng cô hồn, mình có đem vô mình ăn cũng không sao hết. Còn mình có rải miếng ra ngoài để làm biểu tượng thôi. Còn những thức ăn quý vị cứ hâm lên ăn bình thường, không có khùng, không có mất trí nhớ gì đâu, đừng có lo. Con có ngày ngồi tụng kinh, con thấy tâm con chú tâm lời kinh, nhưng cũng có ngày đọc bị sao lãng. Cái này Pháp Hòa cũng trả lời mấy bữa trước rồi. Hiện con đang ở nhà thuê và muốn thỉnh một vị Phật để thờ trong nhà, nhưng có người nói là khi nào có nhà thật sự mới thờ được, còn đang ở thuê thì không thờ được, liệu có đúng không? Thứ hai là con muốn thờ Phật Di Đà có được không, hay phải theo bổn mạng hay duyên gì mới thờ được? Nếu như á, mà đợi mình có cái nhà mới được thờ Phật á, thì như vậy là chỉ có những người nào có nhà mới được kết duyên với Tam Bảo thôi. Còn những người nào mà ở thuê thì chắc mãi mãi không được. Ví dụ giờ cái người đó không có khả năng mua một căn nhà suốt đời ở thuê, vì suốt đời người đó không tiếp cận được với Tam Bảo sao? Thì cái quan niệm này không có đúng. Mình thờ Phật, nói chung là mình thờ Tam Bảo. Bất cứ ở đâu, quý vị nào đã từng sống ở Việt Nam mà những cái gia đình người ta nghèo, nghèo đến mức độ là nhìn lên là thấy trời, hai bên là vách trống, vậy mà người ta vẫn có bàn thờ. Thậm chí người ta không có tiền mua một bát hương, người ta lấy cái lon sữa bò, người ta hứng lon cát, ta để lên ta làm cái đồ cắm nhang. Có sao đâu. Tất cả đều cái tâm thành của mình. Phật từ một cái người giàu sang, là một thái tử, Phật bỏ hết, Phật đi nhận làm một người nghèo. Thì ngày nay mà chúng ta thờ Phật bằng hình thức nào, đó là biểu tượng, chứ Ngài không vì mục đích đi tu để được nhân gian sau này thờ Ngài ở một hình thức nào đó sang trọng. Thưa không phải như vậy. Mà chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta thờ đều tốt cả. Có nhiều vị nói, nếu có nhiều vị, cái này là hơi khó hơn, nhà thuê không cho thờ nha. Có vị thì nhẹ hơn chút, nói là sao? Mình ở dưới lầu, người ta ở trên lầu không có được thờ. Nếu vậy thì chỉ có người nào ở sân thượng mới được thờ thôi. Còn từ cái thí dụ cái nhà đó 30 tầng thì những cái người tầng thứ 30 được thờ thôi. Còn từ 29 đổ xuống là không ai được thờ Phật hết. Vậy mình lỗ lã quá.
Phật mất member, Phật mất dân nhiều quá, phải không? Thành đừng có quan niệm đó. Thì quan niệm đó là một cái hình thức nó sai lệch, cho nên gọi là tà kiến. Chữ chữ chánh là ngay thẳng, chữ tà là nó lệch, nó không có đúng với cái tinh thần của Phật giáo. Thì cái đó gọi là tà kiến thôi, chứ không có gì. Cho nên quý vị đừng có quan tâm. Mà nó khổ một cái gì nè, có những cái trong kinh sách không bao giờ nói, chưa có một quyển kinh sách nào chính thống của Phật giáo nói những cái điều này. Tự con người mình lại đặt ra mà thành như là một như kinh vậy đó, như thánh phán vậy đó, thành thử ra mình bất di bất dịch. Mà điều đó Phật chưa bao giờ Phật nói. Mà quý vị nghĩ đi, nếu mà Đức Phật mà bỏ cung vàng địa ngọc đi tu để mà tìm cái đó thôi, thì thôi Ngài ở trên cung vàng địa ngọc cho rồi, chứ mắc chi đi tu để người ta thờ mà còn phải có điều kiện vậy. Cho nên đối với Phật giáo thì tất cả là do tâm của mình đó. Giờ quý vị cứ nghĩ đi, mình thờ ở nhà thuê đó, với một cái tượng Phật mình đeo vô trong cái người của mình đó, cái nào? Thứ ra tùy theo cái tâm của chúng ta. Còn nếu mà nói về cuộc sống này mà gọi là cung kính là sợ nó dơ, nó ô uế, không có chỗ nào sạch hết đó. Con người mình đem cái tượng Phật chở nhỏ trong người mình suốt ngày đó, sạch không? Mình đi làm mồ hôi mồ kê không? Rồi thậm chí có những người có mồ hôi nó thật sự nó hôi nữa, chứ không phải là bình thường nữa. Phật cũng chịu trận ở trong đó với mình thôi. Tất cả đều là tùy vào cái lòng tâm của mình thôi, chứ không có gì hết. Còn thờ Phật cũng vậy, mình chọn bất cứ một Đức Phật nào mình có duyên. Phật Di Đà cũng được, Phật Thích Ca cũng được, Đức Quan Âm cũng được. Không có cần phải coi bổn mạng duyên gì hết á. Cái duyên là cái duyên Tam Bảo, duyên Phật, duyên Pháp, duyên Tăng. Chúng ta quy kính Tam Bảo, thờ Phật để tưởng nhớ cái ơn của Phật, học cái hạnh của Phật và phát cái nguyện tu theo hạnh Phật. Đó là mục đích của người thờ Phật. Trước hết là mình cảm nhận được cái ân đức của Phật đã gieo cho chúng ta bằng những cái lời dạy của Ngài. Thứ hai là chúng ta phát nguyện học theo hạnh Phật để chúng ta sống như Phật. Mà hơn nữa, cái hình Phật có trong nhà là một biểu tượng. Nếu như rủi mình, cái nhà mình nó không có một cái hoàn cảnh để mình đặt một cái bàn thờ, thì chúng ta cứ thỉnh một bức tranh của Phật về, chúng ta để trong nhà, rồi chúng ta hàng ngày đi tới, đi ngang chúng ta xá cũng được. Hoặc là chúng ta mỗi khi nhìn thấy hình Phật là một sự nhắc nhở cho mình, điều tốt hết. Thờ á, nghĩa là chúng ta cung kính, còn cái hình thức như thế nào là tùy, không có cần theo bổn mạng hay gì hết. Cái thứ ba là con tuổi khỉ, nhưng trong giấy tờ khai sinh thì khai tuổi con gà. Vì lúc đi khai ba con nhầm. Vậy bây giờ khi niệm chú hay khấn bái, con khai tuổi gì cho đúng? Mình khai tuổi gì á, thì cũng là con gì thôi. Thành thử ra không có con nào trúng hết trơn á. Con nào nó cũng còn ở trong cái pháp thế gian cả. Nhưng mà cái đây là rất là tâm thành hỏi, không sao hết. Thật ra thì mình cứ khấn theo cái tuổi nào mình cảm nhận được cái sự thoải mái. Ví dụ mình muốn thống nhất giấy tờ mình như vậy thì mình cứ khấn như vậy để nó có sự thống nhất. Hoặc là mình biết chắc chắn rằng mình tuổi con gà thì mình cứ khấn tuổi con gà. Nhưng mà thật tình mà nói, khi mình đến trước bàn Phật mình không có cần phải khai cái vụ đó. Mình không có cần phải khai là con tên là Nguyễn Thị Bông, tuổi con gì. Không, mình không có cần khai. Tại vì nếu mà nói là tuổi khỉ, nói khơi khơi vậy, tới mấy loại khỉ lận, tới mấy loại dần, tới thân lận, nhâm thân hay là giáp thân hay là bính thân, thân gì, không có cần cái đó. Nếu mà đơn giản là đệ tử chúng con, hay là đó là đơn giản nhất á. Còn muốn mà chi tiết một chút nữa, đệ tử Nguyễn Thị Bông, pháp danh là Diệu Lài, vậy được rồi. Chứ còn mình không có cần phải nói dài dòng mà, triệu đệ tử mà cứ lên report với Phật tuổi gì sao Phật nhớ cho nổi. Không? Mình cứ đơn giản. Cái chữ xưng đây là để làm gì? Để mình có sự gần gũi, để mình có cái sự giao cảm với Phật, với mình trong lúc đó thôi. Còn đơn giản là chúng con. Sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc là có những cái cuốn sám pháp á,
mình nếu một mình tụng thì mình điền tên mình vô. Hồi xưa hay để là mổ giáp á, chữ mổ giáp là để là con tên gì đó ta chấm 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 vậy đó. Cho nên sau này á, để thống nhất mình tụng tới cái chỗ đó mình đọc là đệ tử chúng con gì, mình tụng cả đại chúng mà, phải không? Thật tiếng Hán là đệ tử chúng đẳng, còn mình dịch cho tiếng Việt là đệ tử chúng con là đủ rồi. À, thì mình xưng đệ tử là đạo Phật đã biết mình là ai rồi, chứ không cần phải nói tên tuổi chi nữa đó. Rồi Thảo thấy khổ không? Đó là nội nội hôm nay mà cái vụ rắc rối này mà nếu mà chưa hỏi cái là mỗi lần lên Phật nói 2 tuổi luôn, và giấy tờ con là con gà mà tuổi thiệt con giấy tờ con là con khỉ mà tuổi thiệt con là con gà đó. Cứ lần nào Phật gặp cái Phật, nhiều khi mình nói riết cái Phật biết luôn á. Phật giống như có nhiều người, người ta gặp mình ta kể cụm câu chuyện, người ta vừa mở miệng ra mình biết ta sắp sửa nói câu gì đó. Rồi chị Phật tử này mà hỏi cái vụ này, cái là vừa nói con tên gì Phật nói ta biết rồi. Tuổi thiệt là tuổi con gà mà tuổi giả tuổi con khỉ, phải không? Rồi nói tiếp đi, chuyện gì? Đơn giản thôi, đệ tử chúng con được rồi. Thí dụ mình nói hôm nay, hồi xưa ta hay nói rõ lắm. Hồi xưa ta nói em hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Sau này các thầy của mình cũng đơn giản nè. Kim nhật là hôm nay. Lương thời là giờ tốt. Nói vậy được rồi. Ở có những cái tấm bia người ta không có nói, ta để là ta để cái năm, thí dụ như Bính Thân Niên, Cát Nguyệt. Cát Nguyệt là gì? Tháng tốt. Hay là Cát Nhật là tháng tốt, vì đó là một sự chúc lành mà không cần, ngày nào cũng là ngày tốt hết. Thì ghi như vậy, cho nên người sau này người ta nghiên cứu ra, tôi không biết chính thức cái ngày đó là ngày gì. Còn nếu chúng ta nói rõ là ngày đó tháng đó, nhưng có những cái trường hợp nói gọn là hôm nay là ngày lành tháng tốt. Chính vì vậy mà tại sao trong kinh không có nói là ngày nào mà chỉ nói là lúc bấy giờ. Quý vị đọc kinh quý vị nhớ không? Tôi nghe như thế này. Một thuở nọ Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, ví dụ vậy, lúc bấy giờ có trưởng giả tên gì đó, chứ không có nói ngày giờ. Vì sao? Vì ở thời gian nó không giống nhau. Ví dụ bây giờ mình nói hôm nay giờ này là 8 giờ tối, nhưng mà ở Việt Nam đã là 9 giờ sáng. Ở bên Âu Châu, bên Na Uy đã là 3 4 giờ sáng, thí dụ vậy. Cho nên là cái giờ giấc mình nói nó không đúng gì hết trơn, ngày giờ mình nói nó không trúng gì hết trơn. Cho quý vị cũng đừng có bận tâm cái chuyện ngày tháng gì. Mình nói đây là mình nói theo gì, hiện tượng thế giới tất đàng thôi. Người ta sống người ta nói ngày đó tháng đó, mình nói ngày đó tháng đó, đây là thế giới tất đàng. Thế giới tất đàng. Rồi á, đại chúng á, là có nhu cầu học Phật, rồi cũng có phương tiện, nói chung là tất cả chúng ta đều tạo một cái nguồn phương tiện để đáp ứng cái nhu cầu mà chúng ta đang gặp phải đây. Cái này gọi là gì? Vị nhân tất đàng. Chữ tất đàng là gì? Là thành tựu. Cuộc sống của chúng ta muốn thành tựu cho nhau thì chúng ta phải tùy vào mọi cái hoàn cảnh. Nếu vì con người đó mình thành tựu cho họ gọi là vị nhân tất đàng. Thế giới người ta nói như vậy, làm vậy gọi là gì? Thế giới tất đàng. Đó là giáo lý tứ tất đàng đó. Cho nên là chúng ta khi mà mình hiểu được Phật Pháp rồi đó, mình sống rất là an lạc, không có bị những cái ràng buộc gì cả. Cái gì nói được, thí dụ bây giờ đại chúng nói ngài đó, là thôi nói được là tốt. Cái này theo tinh thần Hoa Nghiêm gì? Sự vô ngại. Đó, anh thích sự, anh làm vậy tốt thôi. Nhưng mà có những trường hợp nếu mà người ta lỡ, người ta không biết, ta làm nó không đúng theo cái mình quan niệm đi, không sao cả, lý vô ngại, lý vô ngại. Trong thời khoảng thời gian này nè, không có một cái đám tang nào làm được tới 2 buổi đâu, tất cả chỉ là 1 buổi thôi. Mở ém minh tinh này là còn hơn. Hôm nay Pháp Hòa đi mấy cái đám tang là ngày giờ mà mình quy định mình chọn rồi là đều thuận lợi trong các nhà hoàng hết. Chứ có những đám tang Pháp Hòa biết có những Phật tử bên Mỹ đó,
Ba tuần lễ rồi mà vẫn chưa có chỗ để thiêu. Có những vị mất mà hôm nay là 3-4 tuần rồi đó, mà tới tuần sau này mới có chỗ để thiêu. Bây giờ người ta vậy rồi, mình bắt buộc người ta làm khác hơn sao được. Bây giờ chúng ta phải thế giới tất đạt. Thế giới người ta đang ở trong hoàn cảnh như thế, mình phải sống như vậy. Sự nó như vậy thì chúng ta phải nhận nó như vậy là sự vô ngại. Bây giờ cái quan trọng là cái tâm thức, cái thần thức của người mất, chúng ta siêu độ cho họ siêu. Còn chừng nào thiêu hay là thậm chí một cái lễ phát tang, lễ cúng cơm không có ngay cái chỗ cúng cho họ, thì chúng ta phải sống bằng lý sự vô ngại. Cái gì nó cũng có cái phương pháp của nó cả. Cái quan trọng là cái nội tâm, cái nguồn tâm của chúng ta đã lưu xuất việc đó bằng cái gì. Cái đó mới quan trọng. Thậm chí bây giờ này, trong cái mùa dịch này, đã có những Phật tử người ta phát tâm người ta quy y. Mà giờ ta không thể tới chùa được để quy y, mình có thể quy y cho người ta qua một hình thức livestream cũng được nữa. Tại sao? Vì họ nghe cái lời nói của mình, họ phát tâm, họ hướng về Phật để họ nương tựa Tam Bảo trong cái giây phút này. Và mình đợi là phải đợi đi, tôi có mặt, rồi tôi chứng minh cho cái chuyện đó, rồi thí dụ vân vân. Được, không phải là quý vị sai, nhưng biết mình còn đủ thời cơ để chờ một cái dịp như vậy. Khi mà một người người ta đang phát tâm nương tựa Tam Bảo, hay là những người người ta đang ở một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Có những vị đang bị bệnh COVID-19 này gửi thư về chùa: con đang mắc cái bệnh này, xin thầy ghi tên cầu nguyện giùm. Pháp Hoa không hề biết quý vị là ai, nhưng quý vị đã hướng tâm về với Tam Bảo là quý vị đã thành rồi. Và mọi người vì tâm nguyện cầu nguyện cho quý vị. Cho nên mình làm sao mình có thể dung thông, và thế giới này có thể liên lạc với thế giới kia. Hồi xưa mình đọc trong kinh, ngày một kiền liên lên những cảnh giới này, những cảnh giới nọ. Đọc kinh Pháp Hoa cũng vậy. Các Phật khác sai thị giả tới thăm Đức Phật Thích Ca. Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, thầy con hỏi là Đức Thế Tôn có ít não, ít bệnh không? Chứ không? Hỏi Phật. Mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức đưa tới gia đình. Đấy, một loại tà kiến nữa. Làm gì có cái chuyện mà gọi là Pháp Hòa xin thưa đại chúng, nếu mà nói đúng cái lý này đó nha, chúng mình ngồi đây là vướng hết rồi đó, phiền phức hết rồi đó. Có vị nào mà tụng chú Đại Bi mà hiểu hết được chú Đại Bi nói gì đúng không? Đó, nếu mà nói rồi bây giờ đừng có nói chú Đại Bi, giờ quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh hiểu hết Bát Nhã Tâm Kinh nói gì không, hay đọc kinh gì, nói chung là tất cả các bài kinh chúng ta tụng, thậm chí chúng ta niệm một câu thôi, Nam Mô Di Đà Phật thôi. Cái nào mình muốn nghiên cứu thì mình nghiên cứu để mình hiểu, còn cái nào mình ở trong cái mặt hành trì thì chúng ta cứ hành trì. Chư Phật chư Bồ Tát vì thương chúng sanh mở cái phương tiện dạy cho chúng sanh trì tụng niệm. Để làm gì? Để giảm đi cái thì giờ tạo nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình không hiểu chú Đại Bi, nhưng mình có cái niềm tin với chú Đại Bi, chúng ta đã dành một giờ đồng hồ trì chú Đại Bi, có phải một giờ đó chúng ta thanh tịnh ba nghiệp không? Giảm một giờ tạo nghiệp, dù chúng ta chưa hiểu được tất cả những ý nghĩa, nhưng cái tâm thành chúng ta có. Thật ra không thể nào nói như vậy. Nếu mà bây giờ cái người mà người ta trì, cái người mà nói ra cái ý này nè, chính bản thân họ, họ cũng chưa biết họ đang nói cái gì và đang làm cái gì nữa. Ngay cái nói mà mình còn chưa biết mình nói gì, mà mình chỉ nói theo cái tư kiến, cái thành kiến, cái tà kiến của chúng ta, chứ chúng ta không nói được cái chánh kiến. Cho nên là không có nên nghe những cái lời đó, mà rất tốt là đưa câu hỏi ra để mình khai thông cái chỗ này. Để mình khai thông cái chỗ này. Thưa đại chúng, ngày nay chúng ta sanh vào một cái thời có thể nói là mạt pháp.
Nhưng quý vị thấy rằng thật sự là pháp chưa mạt là vì sao? Vì sự nghiên cứu học hỏi của mình nó còn nhiều phương tiện hơn ngày xưa gấp ngàn lần. Ngày xưa các vị muốn tìm một quyển kinh rất ư là khó, chứ đừng nói là bây giờ chúng ta chỉ cần bấm Google lên là tra ra thì cái gì cũng có trên mạng. Các vị ngày xưa tu cực khổ hơn mình rất nhiều, cái sự hiểu biết rất còn là hạn hẹp vì cái sự nghiên cứu không có. Cho nên trong kinh nói, nếu như mà chúng ta sống vào thời mạt pháp nhưng con người còn nương pháp để tu thì chưa gọi là mạt pháp. Pháp chưa thật mạt vì chúng ta còn học pháp. Cho nên những câu hỏi như thế này được đưa ra, mặc dù mình nghe, nếu người nào mà học Phật nhiều thì thích cười vậy, nhưng mà Pháp Hòa trân trọng. Vì sao? Cái gì không biết thì phải hỏi. Hỏi cho nó rõ ràng để chúng ta ứng dụng không có sai lầm. Bây giờ nếu mà cái câu này sợ không dám nói ra thì vị này sẽ buông bỏ cái sự hành trì, có phải tội nghiệp không? Cho nên á, cái này là một hình thức gọi là phá kiến. Thí dụ như mình nói dối, mình uống rượu, mình tà hạnh, ví dụ vậy đi, mình phá cái giới đó là khổ đau chỉ một mình thôi, không liên hệ, không dẫn dắt người ta sai lầm. Nhưng nếu chúng ta đưa một cái thấy nào của chúng ta mà nó sai lệch, nó làm cho người khác đi sai hướng, lệch đường, rồi cứ tiếp tục dẫn một người, hai người, cho đến một đoàn người, thì chúng ta lỗi vô cùng. Cái này chúng ta có cái lỗi là gì? Phá kiến. Còn chúng ta phá giới mình, bản thân mình thôi, phá giới phạm trai nó tội lỗi mình thôi, còn mình không có tác hại đến ai. Cho nên cẩn thận cái gì chúng ta, thí dụ bây giờ mình nghe ông bà nói vậy, mình muốn biết chắc không, hỏi quý thầy đi. Mà phải lựa quý thầy nào ta biết Phật pháp đó nha. Chứ có nhiều thầy, có nhiều vị xuất gia cũng không Phật pháp rồi cũng sống theo cái kiểu tà kiến như vậy. Đã rất nhiều thơ gửi về đây, có những câu nói do các vị xuất gia nói. Ví dụ như nói là không cho tụng kinh Pháp Hoa, do một sư cô nói, vì nói là tụng kinh Pháp Hoa tánh tình sẽ nóng nảy, gia đình xào xáo. Sư cô kia nói ở nhà không được tụng kinh Địa, kinh Kim Cang, vì kinh Kim Cang tụng cho người chết thôi, người nào mà sắp chết tụng Kim Cang cái đi liền à. Cho nên nghe như vậy rồi là từ đó về sau người ta buông bỏ. Mà quý vị đọc kinh Kim Cang rồi, có câu nào nói vậy không? Mà nếu không muốn nói là kinh Kim Cang nghĩa lý rất là sâu màu, nó là một hệ thống bát nhã mà. Cho nên mình phải rất là cẩn thận. Vì vậy mà chính mình có những người Phật tử hiểu biết như vậy đó, cho nên rồi đã đưa đạo Phật mình đi vào một cái vòng mà làm cho người ta nhìn nó rất ư là lệch lạc, rất ư là sai lầm. Mà thực tế đạo Phật không hề như vậy. Cho bổn phận của chúng ta là phải tồi tà phụ chánh. Chữ tồi tà là gì? Chữ tồi tà là chúng ta phải đẩy cái sai lầm đó ra. Chúng ta phải trợ, chúng ta phải phụ cho cái chánh đó nó được xiển dương. Cho nên đó là tinh thần, cái tinh thần tồi tà phụ chánh. Cái gì sai là chúng ta phải đẩy nó ra, nếu nó không đúng ở trong Phật pháp. Như là những cái chuyện gọi là tụng kinh này không được, tụng kinh kia không được, không được thờ Phật này, không được thờ Phật kia. Thậm chí gia đình Phật tử người ta đang thờ những cái tượng Phật, mình tới mình nói ở nhà không có được thờ tượng. Thờ tượng như vậy là ma quỷ nó dựa vô. Ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Rồi mình nói tuổi của con còn nhỏ lắm, không được thờ Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Tuổi này là chỉ thờ Đức Quan Âm. Đó là những cái tin, những cái điều mà nó không có make sense, nó không có một cái đạo lý gì cả. Ví dụ một đứa cháu nội, nó nhớ ông nội nó, nó thương ông nội nó, và có thể nó sanh ra ông nội nó chết rồi, nó không biết ông mặt ông nội nó là ai. Nhưng giờ ba nó biết cái hình đó là ông nội nó xin ba nó cho nó để cái hình ông nội nó để nó kỷ niệm được không? Mình nói với nó không, con còn nhỏ lắm, con không có được để cái hình ông nội. Một cái đứa nhỏ nó phát tâm, nó hướng về ông nội nó, mình phải ủng hộ nó chứ. Tại sao mình lại không cho? Thì thờ Phật cũng như vậy.
Một người ta muốn tụng lời lành với người ta có làm gì đâu, không đúng đâu mà mình cản trở. Cho nên chúng ta phải có một cái tinh thần tôi ta phủ chánh. Cái gì mà nó lệch lạc, sai lầm là phải đẩy nó ra. Cái gì mà nó đúng chánh pháp thì chúng ta phải phụ trợ, xiển dương để làm cho cái ý nghĩa của đạo Phật, cái bộ mặt của đạo Phật nó rõ ràng như vậy. Vậy dĩ nhiên là việc làm này là việc làm của tất cả những người đệ tử chúng ta, những người con Phật. Trước hết là các vị xuất gia có bổn phận hướng dẫn cho những người cư sĩ Phật tử hiểu biết được Phật pháp cho nó chân chính. Dù mình không phải là người học giỏi, nhưng khi chúng ta đã phát tâm xuất gia rồi thì ít nhiều cái hiểu biết của chúng ta cũng phải có hơn một người cư sĩ rồi. Thì làm sao chúng ta có thể đi truyền bá những cái điều lệch lạc đó được. Thành thử ra sẵn những cái câu hỏi như vậy, tại sao Pháp Hòa có những câu hỏi quý vị sẽ ngồi nghe quý vị chán, tại sao đi hỏi những cái câu hỏi như vậy? Nhưng mà xin thưa là chính những cái này mà nếu không có giải quyết á, thì đạo Phật sẽ càng ngày càng bị mai một, bị hiểu lầm. Hôm nay có một cái gia đình đó, họ lên xin mời đám tang. Thì Hòa cũng nói bây giờ là cô làm cái đám tang này là không phải là mình làm cho chú, làm cho mình không, mà mình đang hướng dẫn cho các con em mình nó sống được, nó biết được cái cội nguồn, cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Cái chuyện cúng kiến không phải của đạo Phật, đó là của dân tộc Việt Nam. Nhưng đạo Phật đã tiếp nhận được cái sự cúng kiến này, và đạo Phật thổi vào cái nghi lễ cúng kiến này bằng những cái chân lý, bằng những cái đạo lý, để đưa cái hình thức cúng kiến này trọn vẹn, cái vừa nội dung vừa hình thức. Hình thức là chúng ta bày một mâm cơm, và chúng ta chở thổi vào đó những cái nội dung gì của một cái bữa cúng cơm đó. Cho nên đại chúng, nếu chúng ta không hiểu được cái đẹp của dân tộc thì chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được cái hay của nó. Thí dụ như người Mỹ á, họ chôn người thân họ xong thôi, chúng ta chôn xong rồi chúng ta nhớ có ngày thanh minh, cho nên mỗi một năm chúng ta đi tảo mộ. Thì người Mỹ họ rất là surprise, tại sao hôm nay người Việt Nam, người Á Đông đi vào trong nghĩa trang này đông đến thế. Hỏi ra mới biết, ồ, người Á Đông có một ngày đi thăm mộ. Và nói cho họ nghe cái ý nghĩa đó, họ quý vô cùng. Không mất nguồn, không mất cội. Và ngày, tại sao sống chúng ta nhớ sinh nhật, chết chúng ta không nhớ ngày? Thầy Pháp Hòa mới nói với mấy thầy, rồi mới nói nếu mà mấy đứa không có hiểu đó thì mấy đứa sẽ nói đạo Phật không có cái này. Nhưng bổn phận của thầy phải giải thích, chỉ cho mấy thầy cúng và phải giải thích cho mấy thầy nghe, để mấy thầy thấy được cái ý nghĩa. Mà khi mình hiểu được ý nghĩa rồi, mình sẽ hết lòng mình làm. Mình không dừng ở cái mặt hình thức cúng đó, mà chúng ta biết rằng khi chúng ta tổ chức một cái cúng này, chúng ta đã đưa vào trong cái buổi cúng này một cái nội dung gì. Thì khi mình bày lên trên bàn Phật á, bát hương, cây đèn và hai ly nước hai bên đó, hay là ba ly nước vậy đó, tùy mình đó, ngay cái bộ mặt đầu tiên của đạo Phật thôi, ngay cái bộ mặt mà ngay cái bàn thờ đã nói lên cái đạo lý tam vô lậu học. Hương là giới nè, nước là định nè, đèn là tuệ nè. Có phải là ngay trước này là giới định tuệ không? Bình bông là nhân nè, trái cây là quả nè, thì làm sao gọi là mê tín được? Nếu chúng ta chỉ thắp một cây hương, chỉ rót một chung nước cúng mà chúng ta nghĩ rằng có ông Phật nào đó uống ly nước này, có một ông Phật nào đó ăn cái dĩa trái cây này, thì chúng ta chỉ đã dừng ở ngay cái chỗ hình thức đó. Và chúng ta sống bằng cái sự thôi, không sao hết. Nhưng mà nó chưa ba la mật. Bây giờ trí tuệ ba la mật là chúng ta hiểu tại sao chúng ta thắp hương,
tại sao chúng ta cúng nước, tại sao chúng ta thắp đèn, thì ngay cái mặt tiền của bàn Phật thôi, giới định tuệ. Mà giới định tuệ là nền tảng của đạo Phật. Người muốn tu tập mà không có giới, không có định, không có tuệ. Cho nên mình có những chương trình học Phật là để phát huy cái tuệ. Mình có những cái phương tiện trì kinh, niệm Phật để làm gì? Để sống bằng cái định. Để đưa cho người Phật tử, cái người hành giả đó ở trong định, về trở về được với cái định của tâm, qua những cái phương tiện nào đó để giúp cho họ. Và khi mà quý vị ngồi đây nè, mình ngồi mình nghe Pháp, mình không nói bậy nè, mình không làm bậy nè, có phải là mình có giới không? Cái này gọi là gì? Khi mình học luật đó, mình nhớ không? Định đạo giới. Định, định cộng giới, đạo cộng giới. Trong cái định, trong cái định không nói giới, mà khi tâm chúng ta định là chúng ta đã có giới. Vì có phạm giới gì đâu. Mà không cần phải nói giới, mà trong định đã có giới, gọi là định cộng giới. Chúng ta sống được với cái đạo lý, không cần phải nói phạm giới gì hết, mà chúng ta không hề phạm. Cho nên trong định nó có giới, trong đạo nó có giới. Mà cái này là chư tổ luật sư gọi là định cộng giới. Trong cái định nó include cái precept practicing. Vì đối với người mà họ còn ra ngoài thì phải đặt vấn đề giới với họ. Chứ nếu một người họ sống trong định không thì mắc gì nói chứ, nói giới với họ làm gì. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, trong cái khoảng thời gian này chúng ta không hề ra cửa vô cớ. Có cần phải ngồi mà nói hoài cái vụ mà nhiễm trùng, nhiễm gì với người mà ta trong nhà không? Định cộng giới rồi, họ không vi phạm. Nhưng bây giờ nếu mà người nào đó mà cảm thấy trời ấm quá rồi, thôi dịch cũng bớt rồi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải ra ngoài. Mà ra ngoài mà không cẩn thận nữa thì chừng đó chúng ta phải đem luật lệ ra nói. Thật ra cái tinh thần của đạo Phật nó vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà tại vì chúng ta không có để tâm chúng ta học, chúng ta không có để tâm phát huy những cái tuyệt vời của đạo Phật, và chúng ta cứ nói mấy cái chuyện rất ư là negative của đạo Phật, mà nói trật chứ phải nói đúng sao? Thì cái tinh thần tồi tà phụ chánh nó không có. Cho nên cứ tụng chú Đại Bi bình thường, không có gì trở ngại hết. Còn cái chuyện mình muốn học hỏi, muốn nghiên cứu, rất nhiều để chúng ta nghiên cứu, chúng ta hiểu. Nhưng khi chúng ta đi vào cái hành trì thì chúng ta cứ hành trì. Mỗi ngày con đọc sám hối 6 căn, kinh Dược Sư Bổ Nguyện Công Đức, sám pháp Dược Sư, niệm Phật. Thầy cho con hỏi là nghiệp con rất nhiều, con nên cố gắng làm 10 điều thiện và mỗi ngày niệm Phật mỗi ngày. Vậy con cần làm gì để giảm bớt nghiệp xấu trong quá khứ con đã làm? Thật sự ra không phải là mình tụng tùm lum kinh vậy đó. Tụng thì không sao, nhưng mà không có nghĩa là mình tụng vậy thì cái nghiệp nó tiêu. Muốn tiêu nghiệp thì tự thân mình trong đời sống hàng ngày mình thấy được cái nghiệp quá khứ chúng ta giảm, thì chúng ta không tiếp tục làm cái nghiệp ở trong cái hiện tại này. Tụng kinh nhiều không sao, nhưng đừng nghĩ rằng mình tụng như vậy mới là đúng. Chỉ Pháp Hòa chỉ cần quý vị đừng có lầm vậy thôi, chứ Pháp Hòa không có cản. Có thời gian cứ tụng. Nhưng mà cái quan trọng nữa là làm sao mà chúng ta ứng dụng được cái chuyện xa lìa 10 cái lỗi như cái thập thiện vậy đó. Về thân thì sát sanh trộm cắp tà hạnh, về miệng thì nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích, về ý thì có tham, có sân, có si, thí dụ vậy. Kính thưa Thầy, con hỏi bố thí pháp như thế nào cho đúng? Vì con sợ rằng khi mình truyền đi những lời của Phật hay những kinh kệ cho những người chưa có duyên với Phật Pháp, hoặc những người tính tình nóng nảy, dễ sân,
mà không biết cách nói thì họ sẽ mang khẩu nghiệp, xem thường tam bảo, tạo thêm tội lỗi. Mình muốn truyền bá Phật Pháp thì cái đó là cái tâm tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết lúc nào chúng ta nói và khi nào chúng ta không nên. Ở trong kinh nói á, có những nơi á, người ta không có cầu Pháp thì chúng ta không nên. Vì nếu mà mình cứ nghĩ cái đó là Pháp mình nói á, thì thành ra nó gì? Mình thuyết Pháp phi thời, không đúng thời. Thuyết Pháp là đúng, nhưng mà mình nói không đúng đối tượng, không đúng lúc, thì cái đó nó không mang lại cái lợi ích cho họ, chỉ là bất công mình thôi. Nói rỉ rả mà nó không thấm. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ như giờ quý vị mở một cái iPad, mới quý vị vỡ cái bài giảng lên, quý vị nằm ngủ quý vị nghe được không? Được. Nhưng mà mình thu thập được bao nhiêu? Không bao nhiêu hết. Tại vì đa phần là thầy ông ru mình ngủ thôi. Thì ông cũng có công đức rồi đó. Ông cũng có cái phước là ông ru mình ngủ để mình khỏi mất công mình uống thuốc ngủ rồi đó. Nhưng đứng trên cái phương diện thu thập thì ngày mai mình không nhớ gì hết. Thậm chí mình nói ồ tôi mới nằm được có 5-10 phút rồi tôi ngủ rồi. Không sao. Nhưng ở cái phương đứng trên phương diện thu thập là không có. Còn nếu mà quý vị còn đang tỉnh táo, không buồn ngủ gì hết, quý vị ngồi xuống quý vị nghe một cái bài giảng, thì dù bài giảng nó nửa tiếng quý vị thấm nửa tiếng, một tiếng thì quý vị sẽ thấm một tiếng. Còn nếu như mà mình có một cái duyên khác nó xen vô, là cái duyên gần nhất là mình nằm đó cái thiêu 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 cái là mình ngủ rất là dễ. Thì mình truyền pháp á, nó có mấy cách truyền pháp. Có khi thì chúng ta truyền bằng thân, chúng ta khi chúng ta truyền bằng miệng, có khi chúng ta truyền bằng ý. Cái đó gọi là khẩu giáo, thân giáo, ý giáo. Có những lúc, có những người chúng ta không cần phải nói gì hết, cứ sống đi, cứ làm, cứ sống, thì tự thân mình tỏa ra được cái hành động thì người đó sẽ học ở nơi mình. Cái đó gọi là thân giáo. Còn khi nào người đó làm sai gì chúng ta nhắc nhở nhẹ nhàng, cái đó là khẩu giáo. Và trong khi chúng ta có khởi những tư tưởng gì để hướng dẫn cho ai đó thì cái đó gọi là ý giáo. Chúng ta truyền pháp cũng có nhiều cách lắm, chứ không phải là phải thuyết pháp đâu. Thật sự là có những vị thuyết pháp chỉ là một thôi, còn rất nhiều cách truyền giáo khác mà các vị làm được. Sư đại chúng, ví dụ như nấu ăn cũng là một cách truyền giáo. Nếu mình nấu mà người ta ăn ngon, người ta thích, thì mình đã chuyển hóa được cái món ăn của người ta, trong khi đó người ta không hề ăn chay được. Chúng ta tạo ra những cái chương trình sinh hoạt cho trẻ em, nó vừa vui mà nó vừa thấm nhập được cái đạo lý, cũng là truyền pháp. Mà muốn được cái này á, chúng ta phải học ngũ minh. Hôm trước mình học rồi đó, ngũ minh. Khi chúng ta tạo ra những âm thanh, những cái buổi nhạc hay là những bản nhạc, hay những cái hình thức mà về nghệ thuật, để cho cái người đó họ nương về với chánh pháp, cái đó gọi là thanh minh. Còn chúng ta truyền bá bằng con đường thuốc men, cái đó gọi là y phương minh. Còn nếu chúng ta thâm nhập được nội điển, chúng ta nói được những Phật pháp, cái đó là nội minh. Thành thử ra trong cuộc sống này, nếu một hành giả, một sứ giả đệ tử Phật muốn làm một cái người sứ giả, đều được hết, đều có cách hết. Cái quan trọng là chúng ta có lòng hay không. Thì khi chúng ta có lòng rồi thì chúng ta sẽ rất khéo léo và mọi phương tiện để chúng ta làm cái việc đó. Nhưng mà trước hết chúng ta phải có một cái học hỏi về cái đó. Ví dụ muốn đưa Phật pháp qua con đường thuốc men thì phải học y, rồi mượn cái y dược đó nói bệnh, nói thân bệnh mà nói luôn cả tâm bệnh. Pháp Hòa ví dụ, mình vô mình bắt mạch cái người đó, mình nói là do họ như thế này mà giờ họ bệnh phải không? Đấy, do cái nhân anh không biết chăm sóc thì bây giờ cái quả là thân anh bệnh. Ngay nơi đó nói được đạo lý nhân quả,
Rồi có những cái bệnh đó, đời này họ tự đâu, tự động một cái lúc nào đó cơ thể tự nó phát bệnh, mà người đó chưa bao giờ làm những cái điều gì sai quấy trên thân thể họ. Anh thấy không? Cho nên có nhân quả đâu phải là anh phải thấy anh tạo tác đâu. Có những cái nhân quả của quá khứ. Đây là bẩm sinh. À, nói theo bây giờ là bệnh anh là bệnh bẩm sinh, sinh ra là con mang bệnh. Thì con người của chúng ta có mặt ở đây cũng do cái nghiệp của quá khứ. Nhưng mà người nào mang ở quá khứ tới đây bằng cái nghiệp thiện, thì khi họ sanh trong đời này, họ tự họ có những cái thiện nghiệp, những cái thiện quả nó đến với họ. Mà mặc dù họ không cố gắng gì nhiều, nhưng mà họ có được những cái thành quả, những cái phước đó. Đó là cái thiện quả của họ. Nhưng mà tự nhiên đời này mình cũng không thấy mình làm sai với ai, mình không thấy mình sống ác với ai, mà tại sao bao nhiêu cái tai họa nó tới với mình? Đó là cái quả xấu mà của quá khứ. Mùa hè tháng 6, tháng 5, tháng 6 trời ấm, chúng ta gieo hạt. Có thể chừng tháng sau có salad ăn. 2 tháng, 3 tháng có bầu, có bí ăn. Vì đó là những loại quả nó có thể có trái trong vòng một thời gian ngắn. Nhưng nếu chúng ta trồng cây cam, cây bưởi, phải vài năm mới có trái được. Thì có những nhân quả không phải nó trổ liền, mà nó phải đợi một khoảng thời gian nào nó đủ thì cái quả nó mới có mặt. Cho nên có nhiều khi Đức Phật độ không được, Ngài Ca, Ngài Xá Lợi Phất độ không được, Ngài Mục Kiền Liên độ được, vậy mà Ngài La Hầu La độ được. Quý vị thấy không? Trong kinh sử mình thấy có những người Đức Phật đâu có độ được, mà rồi các vị đại đệ tử Phật không độ được. Vậy mà một chú Sa Di chỉ có 7 tuổi độ được. Điều đó không thể nói được. Nó nói ở cái duyên phần của mỗi người, cái duyên phước của mỗi người. Rồi bây giờ chúng ta có duyên gặp nhau trong đời này, thì chúng ta hãy làm được gì cho nhau thì cứ làm bằng cái tâm niệm thiện lành của chúng ta. Và đặc biệt là ai cũng là một cái hành giả có thể truyền pháp hết. Chúng ta truyền bằng tùy theo những cái cách nào đó. Còn hễ mà chúng ta muốn truyền về cái gì thì phải biết về cái đó. Ví dụ mình muốn nói nội minh thì phải hiểu Phật Pháp. Phải hiểu, phải có nội điển. Người đó muốn đi về con đường đó thì phải học Phật Pháp. Phải hiểu được Phật Pháp mới nói được. Còn hễ mà nói công xảo minh thì nghệ thuật, tranh ảnh, vẽ những bức tranh Phật, làm những thủ công, công xảo minh. Rồi cái trường hợp đó anh học, anh phát huy cái phương pháp. Cho nên nó đều có cái cách của mình để mình truyền bá hết đó. Và con đường hoằng pháp. Hoằng pháp là gì? Là làm cho giáo pháp được rộng rãi ra. Và những thầy chỉ có nội điển không chưa đủ, phải cần những thầy khác nữa. Phải cần những thầy, những người là làm việc nữa. Ví dụ như giờ trong Phật giáo phải có những người làm xã hội, đi cứu tế chẳng bần phát cho người nghèo. Vậy các thầy đó không dán kính cho các thầy làm việc đó. Cho nên đã nói là cái tinh thần đạo Phật là từ bi cứu tế, ta là từ bi cứu độ, từ bi cứu khổ. Thì có những chúng sanh người ta phải giải quyết cái khổ thân trước, là ăn mặc của người ta trước đi, rồi nói chuyện gì tính. Cho nên phải có những thầy, những sư cô, những vị lăn xả vào con đường xã hội. Có những chúng sanh ta không khổ cái đó, ta không khổ cơm áo gạo tiền, ta khổ tâm. Có những người ta rất nhiều tiền nhưng mà ta đang khổ tâm. Người ta khổ chuyện gia đình, người ta khổ chuyện vật chất, tâm linh. Cho nên mỗi người đều có bản, có bổn phận để mà cứu khổ độ sanh cả. À, con là một Phật tử, một tháng con có 2 ngày sám hối tại chùa. Nhưng vì dịch Covid-19 con không đến chùa như thường khi. Phòng con thì nhỏ, vừa là phòng ngủ, sinh hoạt. Vậy tới ngày sám hối con mở video có hình Phật và danh hiệu con niệm và lại Phật được không? Như vậy có bất kính không? Dạ không. Mình tu tập, mình sống theo cái hoàn cảnh của mình, đều tốt hết. Có những em á, đi học á, ở nhà, ở mà những cái camp của trường học mà, đâu có làm gì được.
Thì Pháp Hòa nói đó, tới ngày, tới giờ tụng kinh, mở cái laptop ra, vô cái image, mở hình Phật ra, rồi ngồi đó lại xá gì đó. Không có chỗ lại xá cũng được. Cái quan trọng là chúng ta đã thực hiện được một cái thời khóa gì đó theo cái khả năng, cái hoàn cảnh của mình. Cho quý Phật tử cứ là giống như bây giờ đấy. Đó, mấy ngày nay là tụng kinh rồi cúng cơm rồi đám tang gì đó là toàn online không. Không chừng đây năm nay đó, mùa Phật đản năm nay là quý vị đều phải tham dự qua online hết đó, chứ không phải là được tới chùa tham dự đâu. Phải không? Thì Phật cũng vui đó. Nó đời tôi sống tới 2000 mấy trăm tuổi, lần đầu tiên được celebrate sinh nhật qua online. Phải không? Thành thử ra cái gì cũng có thể xảy ra hết. Và chúng ta đã ứng dụng được. Và cái đó là cái gì? Đó là cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Đó là cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Và đó là tại làm, đó là cũng một ý nghĩa là ngôi chùa, chúng ta xây dựng một ngôi chùa thì cái mái chùa là cái mái cong. Cái mái cong đó là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Và bây giờ chúng ta sẽ hiểu được thế nào gọi là tùy duyên bất biến. Bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên là bây giờ cái duyên chúng ta không tập hợp được, nhưng mà chúng ta bất biến là chúng ta vẫn không bỏ tinh thần học Phật. Không bỏ được những cái, không bỏ đi, không vì cái chuyện đó rồi chúng ta không có, chúng ta dừng lại cái sự tu tập của chúng ta. Đây, giây phút này đúng là cái tinh thần tùy duyên mà bất biến. Bất biến nhưng vẫn tùy duyên. Ok, bây giờ tôi rất muốn làm chuyện đó, nhưng mà đụng cái thầy ông bệnh đấy, tôi muốn làm chuyện đó mà bất biến mà, nhưng mà giờ thầy ông bệnh chùa không làm được thì tùy duyên. Thậm chí bây giờ á, rất muốn tổ chức chương trình, chúng ta sẵn sàng hết, tự nhiên internet nó hư, nó không làm được, thì chừng đó là bất biến. Tinh thần là bất biến nhưng phải tùy vào hoàn cảnh, gọi là bất biến tùy duyên. Còn bây giờ chúng ta sống là tùy duyên nhưng bất biến. Tùy được cái duyên sống này mà tinh thần không mất. Nhưng mà ngược lại, tinh thần không mất nhưng mà hoàn cảnh không cho, thì chừng đó gọi là gì? Bất biến tùy duyên. Hiểu được như vậy rồi đó, trong ba ngoài cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đó là câu nói của một vị thiền sư Việt Nam. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Vậy thì bây giờ đại chúng ơi, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là chùa. Quý vị đang ở đạo tràng hết rồi. Trong giờ phút này mấy trăm người đang có mặt online đây, quý vị đang ở trong đạo tràng đó. Như vậy bây giờ tinh thần Di Ma Cật, tinh thần Di Ma Cật đang có mặt. Chỗ nào có tu tập, chỗ đó là đạo tràng. Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, nhớ không? Bấm rồi mình học đó. Cho nên rồi mỗi một cái hoàn cảnh nó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy vô vàng kinh điển, vô vàng lời dạy mà xưa giờ mình học, xưa giờ mình nghe, nó đang có mặt với chúng ta. Bây giờ có thể đang online 500 người, phải không? Bây giờ đang online bao nhiêu vị? 800 vị. Thì bây giờ trong kinh Di Ma Cật nói á, 32.000 Bồ Tát ở trong một căn phòng nhỏ có mặt đó. Cái nhà, cái áp bạc quý vị có chút nị thôi mà giờ quý vị đang chứa được 800 người rồi đó. Cái phòng tổ này, cái nhà tổ này nói chút xíu thôi mà 800 người đã có mặt rồi đó. Vậy thì cái này là cái có mặt đây là gì? Không phải cái space của cái phòng mà cái không gian của tâm. Cái không gian của nội tâm. Cái phòng mình chật mà nếu mình chấp nhận cho đồng đạo của mình vô ở nhiều cũng đủ hết. Còn cái phòng mình mênh mông, mình không muốn cho ai vô hết thì không một người nào vô lọt. Tinh thần Đại Thừa nó nằm trong đó đó. Vậy thì bây giờ quý vị sẽ hiểu Đại Thừa không phải là cái nhóm đó tu cái gì. Đại Thừa là cái tâm mình Đại Thừa. Cái tâm, cái tư tưởng mình Đại Thừa.
Chứ không phải là cái nhóm đó tu cái pháp gì kêu là tiểu thừa đại thừa. Cho nên cái đề tài mà chúng ta học mỗi thứ bảy là xe báo đại thừa. Mà rốt cuộc nói ra chẳng thấy gì đại thừa cả. Xa lìa ngũ dục là đại thừa. Xa lìa những cái cảnh mà làm cho mình dễ bị dính mắc là đại thừa. Thầy Hoan Hỷ cho con xin hỏi là tính con rất kỹ khi mình đốt nhang, bụi nhang rơi, mỗi cuối tuần con lau, mỗi lần lau như vậy con đội con dời lư hương. Bạn con nói con làm như vậy không tốt, dời lư hương nhiều như vậy làm cho gia đình con không được yên. Con cảm ơn thầy cho con lời dạy. Cái câu hỏi này bây giờ ra đây Phó Hòa đọc mới ra chữ nè, chứ tại vì lúc đầu là cả 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 mấy ngày nay đọc hoài đọc không có ra cái, tại vì không có dấu đó, cho nên đọc tới đọc lui tự nhiên sao giờ ra đây cái nó giống như là ông ứng bà hành thì đọc được hết mấy chữ trong này. Mấy ngày nay là đọc hoài đọc không ra câu hỏi này. Đại ý, nhưng mà đại ý là biết câu hỏi này là hỏi về vấn đề, cái vấn đề dời cái lư hương. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta đó, hàng ngày chúng ta có rất nhiều việc để chúng ta làm, đặc biệt là những cái công việc dọn dẹp mà có tính cách tôn kính. Thì nếu đã nói là muốn lau dọn thì tức là chúng ta phải có cái sự đụng chạm dời đổi. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta làm bằng cái tâm gì. Ví dụ mình đang để cái lư hương đó, mình cái tâm của mình là muốn gây xáo trộn, muốn gây rắc rối, hay là mình làm bằng cái phiền não, cho nên mình kéo cái lư hương đó ra một cách rất là phiền não. Thì cái chuyện rắc rối trong gia đình không thấy, mà thấy là cái tâm mình ngay lúc đó là đã thành một cái rắc rối rồi. Cho nên quý vị đừng có ngại là mình dời lư hương, vì cái đó là cái gì, đó là một cái vật để chúng ta cắm cái lư hương. Giờ mình có một cái hương thì chúng ta không biết cách nào để chúng ta giữ cái hương đó, thì chúng ta buộc lòng phải có một cái gì đó cho nó trang nghiêm để chúng ta cắm cái hương vào. Nếu nói cho đúng thì cái đó là lư hương, bát hương, thì cái vật dụng để chúng ta cắm cái hương. Chúng ta tùy theo chúng ta tôn trọng nó. Cái bát hương là biểu tượng mà. Thành thử ra đối với cái sự cúng kính thì chúng ta hay lấy cái bát hương làm đại diện cho tổng thể. Ví dụ như một cái bàn thờ linh, cái hình là phụ, cái lư hương mới là chính. Vậy thì chúng ta dời lư hương hay chúng ta làm gì đó bằng cái tâm cung kính thì không có gì trở ngại. Phá Hòa ví dụ như mình có khách đang ngồi ăn, bây giờ ngay trước mặt khách nó có những cái vật nó dơ, thì chúng ta buộc lòng phải lấy cái khăn để chúng ta lau. Nhưng mà trước khi chúng ta lau, chúng ta nói một tiếng xin phép bác cho con được lau chỗ này một chút, thì cái người đó rất là hoan hỷ né qua một bên, và mình dời cái ly cái chén của vị đó lên mình lau cho sạch, và sau đó mình dời lại. Thì trong cuộc sống cũng vậy, thậm chí người ta đang ngồi mà giờ dưới chân người ta có cái rác dơ, mình tới mình xin quét cái chỗ đó cho nó sạch đi, cái mình cũng xin phép người ta một tiếng. Nếu quý vị sợ để bày tỏ cung kính mà theo đúng cái cách mà chúng ta làm hương đăng đó, thì khi đến bàn thờ chúng ta làm hương đăng quét dọn, thì cái việc đầu tiên là chúng ta chắp tay, chúng ta xá bàn thờ một cái. Xá đó là gì? Đó là kính chào, là xin phép cho con được làm cái công việc của con. Bây giờ ở trong chùa, một cái vị chịu trách nhiệm hương đăng mà quét bàn thờ, hương đăng là phải lau quét bàn thờ, mà lau quét bàn thờ mà không được sạch, chừa cái chỗ bụi dơ đó, thì tự nhiên cái vị mà lớn mà kiểm soát đó sẽ quở cái vị chịu trách nhiệm hương đăng đó, là làm việc không có cẩn thận, làm việc không có hết lòng. Bây giờ chúng ta quét nhà rồi, chúng ta cũng phải lấy cái chổi chúng ta đưa vào những cái gầm giường, gầm tủ để làm gì? Để chúng ta moi rác ra. Thì đã nói là dọn dẹp thì phải cho sạch sẽ. Và tùy theo cái tâm của chúng ta trong khi chúng ta làm, để chúng ta không phạm một cái, để chúng ta cảm thấy là mình mắc cái lỗi vậy đó. Cho nên ở đây nói tóm lại là tất cả đều tùy vào cái tâm của mình. Nếu chúng ta dừng ở cái chuyện gọi là đừng dời lư hương,
Một năm chỉ được dời một lần vào cái ngày đưa ông Táo thôi, phải không? Thì cái lư hương đó sẽ rất là dơ, và nhìn cái bàn thờ không có được sạch sẽ trang nghiêm. Người ta thắp hương nó có nhiều loại hương. Ví dụ người Việt Nam mình, người Trung Hoa và các nước xài hương á, thì cái hương nó có cái chân, cho nên buộc lòng phải có chỗ cắm. Có những loại hương nó không có chân thì mình phải để vào cái bình trầm. Thì lâu lâu mình cũng phải vớt bớt ra, nhưng phải nhớ là chừa là cái tro mịn ở trong đó. Tại vì những cái hương không có chân nó cần một cái loại tro mịn của hương để nó cháy được, trong khi mình thả cái hương khoanh, hương vòng đó xuống. Bây giờ mình quét sạch mình xanh, chừa lại cát không, thành thử khi thả cái hương vào nó không cháy. Là vì cái cát là một cái chất nặng, nó không thể nào làm nó cháy được cái hương đó. Cho nên chính cái người làm hương đăng cũng phải hiểu được mình đang quét cái loại lư hương nào. Mình múc tro ra thì cũng phải biết là lư hương này dùng để làm gì. Nếu đã là để xài là các loại trầm, các loại nhang khoanh, các loại hương mà không có chân, thì tự phải hiểu rằng khi múc bớt ra phải chừa cái tro mịn lại, để mà người ta còn có thể thả nhang khác vào người ta thắp. Làm rồi xong rồi không có chừa gì hết, để cát không hoặc là cái hương trống dơ, người ta bỏ cái nhang khoanh vô tắt mất, không có cái độ để mà đôn cái khoanh nó, cái nhang nó lên cho nó cháy. Thật ra ở đây chúng ta muốn nói là việc làm gì chúng ta phải có chánh niệm, phải có chánh niệm trong khi chúng ta làm. Dù là một cái việc rất nhỏ như là chúng ta quét bàn thờ, thì ngay cái việc quét bàn thờ thôi, ngay cái việc múc cái tro ra thôi, mình hiểu được một cái tâm tư của chúng ta trong cái sự tu tập. Thí dụ mình quét bàn thờ thường là phải rút chân nhang trước, rồi mới quét lư hương, rồi mới lau lư hương, rồi mới tới quét bàn thờ. Tới cầm cái chổi quét bàn thờ xong, bắt đầu mới rút nhang. Thì rút nhang thì tro bụi nó phải bớt, nó phải rơi ra nữa. Có phải là mình nó mất công cho mình không? Mà ngay cái việc làm nhỏ đó thôi, cái người đứng bên ngoài, người ta nhìn vô ta thấy là rất là không có cái sự sắp xếp. Cho việc mình làm rồi, cái thứ hai, khi mà chúng ta thấy bụi nhiều, rồi chúng ta phải có một cái khăn, chúng ta xịt vào đó một tí nước cho nó có cái độ ẩm, để khi chúng ta đưa vào cái mặt bàn thờ, bụi nó không bay. Chúng ta quét được chỗ này mà bụi nó bay chỗ khác thì cũng thế thôi. Cho nên đối với trong nhà chùa đó, một cái vị xuất gia đó mà chịu khó để tâm từng một cái việc nhỏ, xin lỗi đại chúng, là cái người đó mà ra ngoài họ có sống đi nữa, họ có làm thầy người ta đi nữa, họ cũng rất là tinh tế trong cái công việc dạy chúng, trong cái công việc mà tự bản thân họ tu tập. Vì cái đó nó nói lên được cái nội công tu tập của mình ở cái mức chánh niệm. Bất cứ việc gì chúng ta làm, chứ không phải chỉ là cái chuyện hương đăng, mà cái chuyện hương đăng ai cũng nghĩ rất là đơn giản, là chỉ cần rút cái chân nhang là được. Nhưng mà không, nó phải có một sự sắp xếp như thế nào để nó nói lên được đời sống tu tập của chúng ta có một sự ngăn nắp, có một cái sự là chánh niệm. Từ cái chuyện làm hương đăng rất nhỏ cho đến cái việc xuống tới nhà bếp, mình luộc một miếng rau, mình nấu một miếng thức ăn, nó đều thể hiện cái tâm tư của mình có mặt ở trong cái giây phút làm việc đó không. Chứ không phải là chỉ chịu trách nhiệm xuống nấu miếng ăn là được rồi, nhưng mà cái tâm mình không có trong đó. Thì luộc có một miếng rau mà ăn lát là ba cái rổ, hay là ba cái nồi, ba cái thao, thí dụ vậy. Vì sao? Vì chúng ta không có cái sự sắp xếp trong chánh niệm. Chờ đây thì sẵn dịp Phật Hòa cũng thưa như vậy. Và bất cứ việc gì chúng ta làm, thí dụ mình để một cái bát cơm lên mình cúng Phật, khi mình để cái bát cơm xuống rồi, thì mình chắp tay mình xá, rồi mình lùi một bước để biểu tượng cái sự cung kính. Chưa cúng nhưng để lên thôi, nó thể hiện cái tâm cung kính của mình. Có nhiều khi mình sẽ nói rất là cầu kỳ, Phật đâu có biểu mình với cái chuyện đúng, Phật đâu có biểu, nhưng mình đã đem lên mình cúng Phật bằng cái tâm của mình mà, chứ Phật có đòi hỏi gì mình. Nhưng mà cái cung kính đó không phải là mình cung cái bức tượng đó, mà chúng ta tự thân chúng ta thể hiện cái Phật tính, cái chánh niệm, cái giác ngộ của chúng ta trong cái việc làm đó. Khách tới nhà, khách hoàn toàn không có một cái đặc để gì đối với chúng ta.
Nhưng tự chúng ta phải biết quý trọng khách, để người khách ngồi đó mà uống một chung trà, ăn một miếng bánh mà thấy cái sự trân trọng của chúng ta. Cho cái việc làm ở đây đứng trên cái mặt gọi là tục đế, đó là tục đế đó, chúng ta làm bằng cái gọi là đối đãi đó, mời mọc cúng kính đó, là tục đế, relative truth. Nhưng mà cái chân đế là nó thể hiện cái tâm tu của mình ở trong cái việc đó. Cho nên tại sao chúng ta gọi là nhị đế dung thông. Một việc làm gì chúng ta, dù đó là hình, là một hình thức, là một cái sự, nhưng nếu chúng ta có cái đạo lý, cái tâm ở trong đó, thì ngay nơi việc làm nhỏ đó, người ta đã thấy được cái sự tu tập của mình. Mà không phải là mình màu mè, hay là mình là gọi là đóng kịch cho người ta thấy, không. Thí dụ quý vị nhìn một cái vị cầm chấp cái tay xá Phật là mình hiểu được cái người này, cái tâm họ như thế nào. Thì thí dụ khi mình đã chấp tay xá thì cái đầu của mình nó phải đi theo cái tay, chứ không phải là cái tay thì xá mà cái đầu ngước lên vậy, nó không bày tỏ, nó chỉ là một hình thức. Chứ cái người mà xá chào một vị khác, một vị hòa thượng, một vị tôn túc cũng vậy, chấp tay thì tay xá, đầu phải xá theo. Cái đó nó mới gọi là cung kính, chứ không phải là chúng ta xá mà nói theo ở trong triều đình là nịnh thần, nhìn người khác cúi mà đầu không cúi. Cho nên ngày xưa có một ông tới xá lại Lục Tổ, đầu không xác. Lục Tổ nói nếu mà lại mà đầu không xá thì đầu không có xác đất thì chi đừng đừng lại. Ông mới nói tôi tụng 3000 bộ pháp hoa rồi. Ý ông nói là ông tu nhiều đó. Lục Tổ mới nói khi mê á thì bị pháp hoa độ, khi ngộ là độ pháp hoa. Thì khi mình tụng 3000 bộ kinh nhưng mà mình hoàn toàn bị những cái hình, những cái số lượng tụng đó nó lôi cái con người mình, và cuối cùng mình không thâm nhập được cái pháp hoa tam muội, là cái chánh định của pháp hoa, thấy sống được chư Phật tánh của mình, mà mình bị một cái bộ kinh đó nó làm cho cái bản ngã mình cao lên. Cho nên mình học Phật cũng vậy á, mình học Phật để mà mình chuyển hóa cái tâm mình, chứ không phải mình học Phật để mà mình tăng trưởng cái sự tự cao tự đại của mình, để đi chỉ trích người này, để phê phán người kia. Mà chúng ta học Phật để tự chúng ta phản chiếu, để chúng ta tự sửa, tự rèn luyện bản thân chúng ta. Mà khi chúng ta tự rèn, tự sửa được rồi, thì chiều lúc mình không cần nói gì hết, người khác nhìn mình, người ta cũng có thể học được một bài học ở trong đó. Cho nên trong một cái đạo lý nhỏ thôi, thắp một cây hương, rút một cái chân nhang, quét bàn thờ, nhưng nó đều thể hiện cái tâm tu của chúng ta trong đó. Cho nên những người thầy hay để ý người đệ tử cắm cây hương, thỉnh một tiếng chuông, để một cái chén cơm xuống, sắp một đôi đũa, nó đều nói lên cái tâm của người đó có mặt trong cái khi mà làm hay không. Vì cái chính yếu của người tu là gì? Đó là sống có chánh niệm, sống có tỉnh thức và ý thức rất rõ mọi việc làm của chúng ta đang làm. Và đó là cái nhân cái câu hỏi này mà Pháp Hòa chia sẻ thêm trong cái việc tu tập. Chứ không phải là gọi là làm một cái hương đăng mà sao mà nó rắc rối như vậy. Nhưng mà nó đều có chuyên chở cái pháp tu trong đó. Vì vậy cho nên quý vị mà học những cái bài kệ chánh niệm á, thì quý vị thấy rằng mượn cái bài kệ đó để từ đó chúng ta đem ra rất nhiều những cái đạo lý sống trong một cái bài kệ. Thì bất cứ một câu hỏi nào, nếu mà chúng ta muốn mổ xẻ thì nó đều có những cái để chúng ta nói hết. Đó là câu hỏi thứ nhất. Kế đến là: thưa thầy, bố thí ba la mật, bố thí ba la mật có phải là bố thí một cách bí mật không? Có nghĩa là không ai biết và chính mình cũng không biết. Dạ thưa, không phải. Nếu mà mình bố thí không ai biết, mình không biết, vậy là mình làm gì? Mình bố thí mình không biết mình đang làm gì đâu có được. Cái chữ chữ mật ở đây á, nó không có cái nghĩa theo cái chữ mật của tiếng Việt Nam mình là bí mật.
Cái chữ Ba La Mật này là tiếng Phạn, và chúng ta phiên phát âm từ cái chữ Phạn là Paramita. Và Paramita thì chúng ta âm lại là Ba La Mật Đa, và khi có khi gọi tắt là Ba La Mật. Chứ chữ mật này là cái chữ phiên âm, chứ nó không có cái nghĩa là bí mật. Cũng giống như Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng vậy đó, thấy không? Ví dụ như là ngài Mục Kiền Liên thì là phiên âm từ cái chữ Mulagana, chứ không có nghĩa là mục là mắt, kiền là chắc, liên là con mắt. Đức vị này có con mắt cứng chắc như hoa sen hay cái gì đó, không phải, mình không thể dịch như vậy được. Hay là nói là Mã Lai Á là phiên âm từ chữ Mã Lê Sa, thì mình người Việt mình âm lại là Mã Lai Á. Nên Mã là cái mồ, hay là Mã là con ngựa, Lai là nó giống vậy đó, Á là ngựa nó bị câm, thì không thể dịch như vậy. Cho nên có một cái sai lầm là có nhiều vị đã dịch cái chữ Vu Lan Bồn theo cái kiểu đó, đó. Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm của chữ Ulambana, và chúng ta âm lại là Vu Lan Bồn, gọi tắt là Vu Lan. Thì Pháp Hòa thấy có một số các bài viết nói là Vu Lan Bồn nghĩa là cái ngày lễ đó, đó tất cả những vật dụng gì cúng cho chư tăng đều bỏ vô cái bồn để đem đi cúng hết, đó. Gọi là cùng trong cái bài Vu Lan á, đèn đuốc nhang dầu bỏ vô cái thao bồn gì đó, thì phiên âm như vậy, dịch như vậy là không được, không có đúng. Chữ bồn đó nó không có nghĩa gì, bồn chậu gì trong này hết. Nó bồn đó là từ cái chữ Phạn mình phiên âm lại. Thì ở đây cũng vậy. Chữ bố thí đó là tiếng của mình. Nếu mà nói cho đúng cái chữ đà ở trong này á, trong kinh á, nó có cái trường hợp là đôi lúc á, chữ Hán với chữ Phạn nó đi chung với nhau. Ví dụ như nếu mà nói từ Ba La Mật á, nói cho đủ á, thì phải nói luôn tiếng Phạn đi. Dana Ba La Mật, Dana Ba La Mật Đa. Dana là tiếng Phạn, người Tàu dịch là bố thí. Thành ở trong này lại không dừ chữ Dana thì lại xài chữ bố thí của tiếng Tàu, rồi ráp vô cái chữ tiếng Phạn vô là Ba La Mật. Cho nên thỉnh thoảng cũng có thể tạo cho chúng ta cái hiểu lầm. Thì bây giờ cái chữ bố thí Ba La Mật là gì? Nghĩa là chúng ta ban cho một cách rốt ráo viên mãn. Cái chữ Ba La Mật nghĩa là trọn vẹn, là rốt ráo, là viên mãn. Còn nếu mà nói là mình không biết, thì ví dụ tạm thời nói là mình không biết mà nghĩa là không ai biết mà mình cũng không biết. Nếu mà nói biết là biết cái gì? Mình không có nghĩ tới những cái vật gì mình cho người khác là cái gì hết. Khi mình cho là mình phải biết. Thí dụ bây giờ cái người đó người ta cần cái áo, thì mình phải biết mình cho người ta một cái áo. Khi cho là mình phải biết đối tượng, cái vật mình cho nó đúng đối tượng, và đối tượng người ta đang cần gì. Trong lúc đó phải biết, biết để cho đúng chứ. Nhưng mà khi cho đúng rồi thì chúng ta không có nhớ rằng người kia là cái người nhận của mình, là cái người thọ ơn mình. Đây là cái vật mà mình đã ban ơn, và mình chính là người thi ơn, cho ơn cái người đó. Ba cái đó chúng ta phải quên đi. Đừng có nhớ là người kia là người mang ơn mình, mình là người ra ơn, đây là vật để mà mình ban cho. Thì như vậy đó thì mới gọi là Ba La Mật. Còn khi chúng ta cho mà chúng ta không biết cho gì hết thì không đúng. Ví dụ như người ta tới, người ta nói cần tiền, mình liền đưa tiền mà không biết người ta lấy tiền để làm gì. Như vậy cái đó là mình không có chánh niệm trong khi mình cho. Cho nên trong khi cho cũng phải có chánh niệm là người đó cần tiền để làm gì. Và thậm chí ví dụ như mình cho cái người đó nó đúng mức thì mình giúp họ đúng. Mà mình cho không đúng thì trong kinh Phật nói nó có rơi vào cái trường hợp là gì? Cho nhiều mà phước ít. Cho thì rất nhiều mà cho không đúng người, cho không đúng việc thì cái phước đó cũng không bao nhiêu.
Chơi cái chữ ba la mật nghĩa là viên mãn, là rốt ráo. Và tất cả việc gì chúng ta làm trong cuộc đời này cũng cần có ba la mật hết, không phải chỉ bố thí không. Ví dụ như mình tinh tấn cũng tinh tấn ba la mật, nghĩa là siêng năng một cách viên mãn rốt ráo. Vì siêng là mình được chứ có gì đâu phải tính toán. Ví dụ mình siêng học thì là mình biết được nhiều thứ, còn mình lười thì mình không biết gì hết. Thì mình đã siêng năng trong sự tu tập thì là cho bản thân mình chứ cho ai đâu mà phải gọi là ngồi đó tính đếm đong đo. Cho nên tất cả việc làm gì chúng ta, nếu chúng ta làm một cách trọn vẹn tới cái chỗ cùng tột thì đều gọi là ba la mật hết. Ví dụ mình siêng năng mà nửa chừng, không có viên mãn thì cũng chưa gọi là ba la mật. Mình nhẫn nhục mà chưa đến cái chỗ rốt ráo viên mãn để mình với người đó chấm dứt mọi một cái oan kết đi thì cũng chưa gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thiền định mà chúng ta chập chờn đến khi nào mình bất cứ giây phút nào mình cũng ở trong chánh niệm thì cái đó gọi là thiền ba la mật. Cho nên chữ ba la mật là một cái chữ một cái danh từ Phật học rất là thiêng liêng. Và có thể nói rằng người học Phật á, mà học Phật sâu sắc hay là hiểu biết về nhiều giáo lý thì đều biết cái chữ ba la mật là gì hết. Vì vậy mà các ngài thường không dịch cái chữ này, để yên đó. Vì sao? Vì nó là nằm ở trong cái trường hợp gọi là thiêng liêng thì không thể dịch. Tại vì sao? Vì chữ ba la mật này nó có tính cách thiêng liêng và nhiều nghĩa. Cho nên ngài Huyền Trang có đề nghị là không có những chữ trong Phật học chúng ta đừng dịch, để yên đó, để nó mang cái tính chất thiêng liêng. Ví dụ như chữ tỳ kheo. Tỳ kheo. Chữ tỳ kheo hay là bhikkhu, phiên âm từ cái chữ bhikkhu hay là bhisso, và chúng ta phiên âm là tỳ kheo, tỳ kheo, tỳ khu, tỳ khiêu, tất cả những cái chữ đó là chữ phiên âm. Nhưng mà bản thân chữ tỳ kheo phải hàm đủ ba nghĩa, đó là khất sĩ, là phá ác, là bố ma. Phải đủ ba cái yếu tố này mới là bản chất của tỳ kheo, đó là tính chất của một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo mà chỉ có cái nghĩa là khất sĩ là đi ăn xin không là không được. Vậy thì phờ cái tính chất phá ác bố ma đâu? Cho nên tỳ kheo phải hàm đủ ba nghĩa. Vì đa nghĩa cho nên không thể dịch, để yên cái chữ tỳ kheo đó. Và khi nói lên là mọi người sẽ nhận ra được cái thiêng liêng của cái vị tỳ kheo đó. Đó là một cái chữ ví dụ vậy thôi. Còn rất nhiều chữ nữa. Ví dụ chữ Nam Mô cũng không dịch. Vì sao? Vì chữ Nam Mô bản thân không là sáu nghĩa rồi. Mà trong đó là thí dụ như chữ Nam Mô là gì? Là cung kính, là quy mạng, là chí tâm, là hết lòng, là cứu ngã, là độ ngã. Chữ nào mình, thí dụ mình tạm dịch là cung kính hay là kính lại, thì những mình mượn một nghĩa để mình nói lên chữ Nam Mô. Chứ còn, nhưng mà hơn nữa trong Phật tử có những người họ không là Phật tử, nhưng khi họ nghe chữ Nam Mô thôi là họ biết này từ Phật giáo ra rồi. Thấy không? Hoặc là thậm chí xin lỗi đại chúng, có nhiều lúc họ chế nhạo mình, họ gặp mình đâu họ chắp tay họ Nam Mô này Nam Mô kia. Tại chữ Nam Mô đó nó quá thiêng liêng và gần gũi trong cuộc sống của người Phật tử, cho nên chữ đó cũng không dịch. Vì nó có tính chất thiêng liêng không dịch, vì có tính chất đa nghĩa cũng không dịch. Đó là những cái điều mà ngài Huyền Trang khi mà ngài đi Ấn Độ về, ngài được vô đường cất lên một cái nơi để mà thỉnh ngài dịch kinh, thì trong khi dịch kinh là ngài đã đề nghị ra có 5 trường hợp không nên dịch. Cái đó trong kinh thường gọi là ngũ chủng bất phiên, 5 điều không có nên dịch nha. Thì đó là cái chữ ba la mật ha. Chứ nó không có cái nghĩa là bí mật mình không biết hay là người không biết. Mình làm mà mình không biết thì mình làm gì, phải không? Cho nên ở đây là làm viên mãn rốt ráo, giúp cho họ đến cái chỗ thành tựu. Ví dụ như mình nuôi con á, nuôi con mà cho nó ăn học trọn vẹn hết cái thời gian mà nó đi học á, cũng là một hình thức ba la mật đó. Nhưng mà rồi người mẹ nghĩ rằng con mình nó lớn lên cái mình hết trách nhiệm không? Không. Tự nhiên lớn lên nó có vợ, có chồng, có con, có cháu, cái tự mình thấy bổn phận tiếp.
bổn phận phải giữ cháu, phải giữ con cho nó. Rồi nhiều khi thấy vợ chồng nó cực khổ quá, mình cũng phải giang tay, mình ôm ấp, mình phụ. Cho đến khi nào mình nhắm mắt mình đi đó, chừng lúc đó kêu ba la mật rồi đó. Chứ còn nhiều khi mình thấy trong cái tương đối thì hình như là mình đã trọn rồi. Nhưng mà trọn đây là gì? Khi nào mình viên mãn cuộc đời này. Rồi, người tự mãn, người tự cao mất phước ra sao? Ê, người tự mãn và tự cao là hai cái phần. Tự mãn là mình lỗ lã cho mình. Vì sao? Vì mình luôn luôn mình tự thấy mình đủ. Mình lúc nào mình cũng thấy mình đủ chứ mình không có được thêm. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ như là mình biết một cái việc gì đó, nói thôi tôi biết rồi, tôi không học nữa đâu. Thì cái đó coi như là mình tự mãn đó. Thì đâu có tội gì, nhưng mà mình mất đi cái phước phần là học hỏi thêm nữa. Cho nên nói tới chỗ này thì quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa đó, khi mà Ngài trong cái phẩm, cái phẩm hình như là phẩm thứ hai, thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật ba lần nói Pháp Đại Thừa, thì Đức Phật từ chối không có nói. Thì cuối cùng năn nỉ quá Phật mới nói. Mà Phật khi Phật sắp sửa nói thì trong chúng có 500 người đứng dậy bỏ đi, không dự cái hội đó. Đức Phật không hề cản trở ai. Thì các vị mới hỏi sao Đức Phật không có cản trở. Thì Đức Phật nói là sao? Ở đây bây giờ không còn hột lép, chỉ thuần là hột chắc. Tại vì sao? Tại những người đó đã tự mãn. Mà người tự mãn thì mình có giữ họ lại thì chỉ để phiền cho họ mà cản trở mình. Thật ra người tự mãn thì tự mình lỗ lã cho mình. Nếu mà mình tự mãn ở cái mặt tích cực, ví dụ mình làm một cái việc gì đó mình thấy thôi vậy được rồi. Cái tự mãn mà nó cũng có những cái trường hợp tích cực là có những việc nào mà chúng ta tự mãn. Thí dụ như giờ mình sống cuộc sống mình lớn tuổi rồi, bây giờ không còn cần phải bon chen gì nhiều nữa, mình lo cho con cái xong rồi, con cái lớn có thể tự lo, bây giờ mình có đi làm chút đỉnh để gọi là duy trì sự sống, có chút ít để giúp đỡ người, không cần bôn ba nữa. Thì cái đó cũng một hình thức tự mãn ở cái mặt tích cực, vì mình biết được cái tuổi tác của mình, thời gian của mình không còn bao lâu nữa, chúng ta nên tự mãn với cái vật chất thế gian và bây giờ hướng tâm vào cái chuyện tu tập, nào phát triển nội tâm, tâm linh. Thì cái trường hợp nó khác. Còn nếu mà ở cái trường hợp mà người sống đời mà lúc nào cũng thấy là mình không cần học của ai nữa hết á, mình coi như là số 1 rồi, thì cái hình thức đó là tự mãn. Thì chẳng phải tổn phước. Nếu mà nói phước á, tổn phước là phước ở chỗ nào? Có phước được học mà không chịu học. Đó là trường hợp đó. Nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn cái tự cao. Tự cao, tự đại á, thì thật ra tự cao là một hình thức mạn, một hình thức ngã mạn. Nhưng mà đứng trên phương diện Đại Thừa đó thì ngã mạn nó có 7 loại. Nhưng Pháp Hòa gom nói 3 thôi, vì 3 cái này là 3 cái quan trọng. Một á, là mình cho mình bằng người ta. Hai là mình cho mình hơn người ta. Ba là mình tự ti, mình nghĩ mình thấp hơn người ta. Thì trong kinh Phật nói là tự mãn, hơn, thua, bằng. Quý vị muốn đọc cái bài kệ này thì mở lại cái bài kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc. Mặc cảm hơn thua bằng, cả ba điều rối rắm. Ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động. Tại vì khi cái tâm của chúng ta còn khuynh động là gì? Mình đi tới đâu? Thôi thôi tôi không dám đi tới chỗ đó đâu. Người ta cao sang quý phái lắm, mình tới chỗ đó làm gì? Đó là tự ti mặc cảm. Cái thằng đó mà sao nó bằng được tôi? Đó là mình cho mình hơn người ta. Rồi lúc nào cái tâm mình nó cũng đi so sánh với người ta hết. Rồi coi cái thứ ba là gì? Trời ơi, bất quá nó cỡ tôi cùng. Đó là cái gì? Bằng. Cho nên trong kinh á, thí dụ như trường hợp á, mình mà nghĩ hơn người ta đó, thì trong kinh gọi là quá mạng. Tức là mạng là ngã, rồi mình nghĩ mình hơn người ta gọi là mạng quá mạng. Đó, cho nên là khi người nào còn ôm ấp những cái hình thức mạng này, tâm không bao giờ yên. Đi tới đâu thì cũng nhút nhát, mặc cảm, tự ti, tâm cũng không thoải mái. Mà quý vị để ý, mình vậy đó, mình làm cho người khác cũng không thoải mái nữa.
Người ta muốn mình tới chơi cho thoải mái mà mình cứ như vậy cái người ta cũng cũng có cái phiền với mình. Hoặc là bây giờ mình đi tới đâu mình nhìn ai mình cũng coi người ta rẻ, bất quá là cỡ mình, cái tâm mình cũng không yên. Lúc nào trong lòng mình nó cũng có dấy lên, khởi lên những cái so sánh. Cho nên mà cái tệ nữa là mình coi thường người khác, mình đẩy người khác xuống, mình chê bai người ta, thì chính này đó là mình đã mất cái phước. Thành thử ra cuộc sống của chúng ta đó, ai cũng có những cái hay. Có những người đó, vui một cái là chưa hề biết người kia là ai, nhưng mà đi đâu cũng bêu xấu, đi đâu cũng nói những cái lời rất là thấp kém về người khác, mà mặc dù mình chưa hề gặp người đó và cũng chưa trực tiếp biết gì người đó. Một là mình phỏng chừng, hay là mình nghe người ta nói, nhưng mà cái gì mà chúng ta nghe mà chúng ta chưa xác định, ở trong luật nói cái thấy đó, nó mà mình chưa kiểm chứng mà mình đi đồn đãi cũng là phạm. Cái nghe mà chúng ta chưa kiểm chứng bằng mắt thấy, chúng ta đi đồn đãi cũng là phạm. Ở trong luật rất là kỹ, mà nhất là một vị tỳ kheo. Mình là một vị tỳ kheo. Tỳ kheo là một người mô phạm, là một cái người mô phạm, không phải ở thân tướng mà mình không đâu, mà mình phải thể hiện cái bản chất của một tỳ kheo là phá ác. Mình đi bêu cái ác của người khác thì mình đâu phải là người phá ác, mà mình đang gây cái ác cho người khác. Thật ra mình xưng mình là một vị tỳ kheo đó, đôi lúc cũng phải phải nhìn lại cái cách mình hành xử với huynh đệ, với những cái người xung quanh mình như thế nào. Cho nên không phải là đơn giản, không phải là dễ. Hay là tự mãn và người tự cao. Người tự mãn thì nếu nói ở cái mặt phước của mình thì coi đôi lúc mình cũng mất cái phước, là có cái phước được gọi là nghiên cứu học hỏi, nhưng chúng ta không học hỏi, là chúng ta cứ tự cho mình đã đủ. Cho nên quý vị nhớ trong 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 kinh Pháp Hoa phẩm thứ tính giải không, bữa mình tụng đó, cái người con nó đâu có dám nghĩ mình là con của trưởng giả đâu, nghĩ mình là người hốt phân chấp nhận một cuộc đời hốt phân đó. Đó là một hình thức gọi là tự ti đó. Cho nên trong kinh đó, trong chư tổ cũng hay dạy như thế này: mình tự tin nghĩa là mình tự mình tin vào mình, nhưng phải cẩn thận, nếu tự tin mà không có tu tập đó, đôi lúc một hồi nó thành tự tôn, tự mình tôn mình lên. Cho nên tự tin là tốt mà đừng để mình tự tôn. Mình phóng khoáng là tốt, nhưng mình để mình đừng có gì phóng túng. Phóng khoáng là thoải mái, nhẹ nhàng trong mọi việc, nhưng nó không quá phạm vi của một cái người tu tập. Còn không khéo thì nó thành ra phóng túng. Ví dụ như mình thoải mái với mình gần gũi với huynh đệ, với Phật tử đi, nhưng không phóng túng là sao? Họ mời mình uống bia uống rượu không có uống, họ mời mình ăn thịt hút thuốc không có làm. Nó thôi phóng khoáng đi, cái đó không phải, cái đó là phóng túng. Còn phóng khoáng là mình gần gũi lân mẫn nhưng không đi quá hơn, thì mới gọi là cái phóng khoáng đó có tu tập. Cho nên tự ti mà không tốt, không khéo thành tự tôn. Tự tin không tốt là thành tự tôn, phóng khoáng không khéo là thành phóng túng. Câu hỏi tiếp là: dạ thưa thầy, cho con hỏi được biết Xá Lợi Tử trong Bát Nhã Tâm Kinh có phải là Xá Lợi Phất không? Dạ đúng vậy. Sẵn đây Pháp Hòa nói về cái việc này để cho đại chúng được 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 rõ luôn. Nguyên thủy tên của ngài Xá Lợi Phất, tiếng Phạn là Sariputra. Chữ Sari á là cái dòng tộc của ngài, đó là dòng Sari. Còn cái chữ Putra đó nghĩa là con trai. Tiếng Anh dịch the son of. Vậy thì nếu như trường hợp á, nếu chúng ta dịch tên của ngài Xá Lợi Phất á, chúng ta phải dịch là người con trai của dòng Sari. Vì vậy mà khi khi Đức Phật gọi Xá Lợi Tử, tử là con, vậy thì chữ tử đó là người người Tàu,
đã dịch chư tổ, dịch kinh đó, dịch cái chữ Pusa thành chữ tử. Sari là xá lợi, tử là Pusa. Cái chữ đó là xá lợi tử là Phạn Hán ráp lại. Phạn là xá lợi, là Sari. Hán là tử, chữ tử trong tiếng Hán là con. Còn nếu mình muốn dịch cái tên của ngài nữa là người con trai dòng tộc Sari. Có một vị dịch Bát Nhã Tâm Kinh đó, khi mà dịch tới tên của ngài Xá Lợi Phất thì vị thầy đó đã dịch nè: này người con trai dòng Sari. Vậy thì khi gọi là Xá Lợi Tử thì chúng ta biết rằng đó là ngài Xá Lợi Phất. Và Xá Lợi Phất hay Xá Lợi Tử cũng là ngài: thưa thầy, con thường nghe pháp của thầy, cho con hỏi, con chưa quy Tam Bảo, nhưng có một vị hòa thượng tạm cho con một pháp danh, vậy con có được dùng pháp danh đó không ạ? À? Dạ muốn dùng thì cứ dùng, đâu có sao. Mình muốn có bao nhiêu tên cũng được hết. Cái pháp danh là một cái mà chúng ta đặt ra để cho kỷ niệm cái ngày mình quy y thôi. Còn cái chính là cái pháp quy y. Cho nên nếu mà chị có, cô có cái pháp danh rồi nhưng mà cô chưa có quy y thì nên tìm một cái hoàng, một cái phương tiện nào đó, một cái ngày nào thuận lợi trong các chùa nào mà gần mình đó, hay là vị thầy nào mình có cảm mến đó và mình nghĩ là mình đủ duyên tu tập đó, thì xin vị thầy đó làm lễ quy y cho mình. Hoặc là mình xin quy y nhưng mình tôn trọng cái pháp danh mà vị hòa thượng ban cho mình, thì mình cũng xin thẳng luôn là con xin giữ lại cái pháp danh này của vị hòa thượng đó cho con. Nhưng mà cái về cái tên thì mình muốn có bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái tinh thần chính là cái tâm mình hướng về Tam Bảo, miệng mình phải nói lời quy y, tâm thức mình phải tiếp xúc với cái ý nghĩa Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó, thì nó mới trọn vẹn cái tinh thần quy y của một người Phật tử. Cho con hỏi ý nghĩa con nghĩ một chùa cũng thờ cúng bao nhiêu vị Phật thì 10 chùa cũng có bao nhiêu vị Phật, tại sao phải đi đủ 10 chùa trong tháng Giêng? Thưa đại chúng, cái chuyện mà chúng ta đặt ra 10 chùa đó là mình đặt, chứ không có kinh luật nào hết trơn á. Mình muốn đi 50 chùa cũng được nữa, đi 100 chùa, 1000 chùa cũng được nữa, không có sao hết á, muốn đi bao nhiêu đi. Nhưng mà tại vì bây giờ á, tổ chức một chuyến đi thì phải quy định một số chùa nào, chứ bây giờ chùa quá trời chùa mà không quy định là biết đi đâu. Thí dụ bây giờ mình nói mình quy định đi 5 chùa vì cái thời gian mình chỉ nhiêu đó thôi, thì đã quy định cái số thì bắt đầu phải chọn chùa nào mình đi cho nó thuận một tiếng đường. Thì con số nó chỉ là vì cái hoàn cảnh, vì một cái hoàn cảnh, vì một cái tổ chức chúng ta không thể nào làm hơn được thì 10. Ở đây đó là cái mặt thực tế. Còn cái việc chúng ta thổi vào cái con số đó ý nghĩa gì là tùy mình. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị đi 10 chùa phải không? Vì trong cái tinh thần của Á Đông á, số 10 là chúng ta trọn vẹn. Lẻ thì nó 9 lẻ, 7 lẻ. Thôi làm gì làm cho tới 10. Tới con số thôi mà. Chúng ta muốn bao nhiêu cũng được, rồi chúng ta tùy tâm mình thổi vào đó cái ý nghĩa gì đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị đi 10 chùa phải không? Ý nghĩa của nó là thập ba la mật. Hồi xưa giờ mình sống bằng lục ba la mật, giờ thêm 4 ba la mật nữa là thập ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là 6 rồi phải không? 7 là gì? Phương tiện ba la mật. 8 là gì? Nguyện ba la mật. 9 là gì? Lực ba la mật. 10 là gì? Tuệ ba la mật. Phật giáo mình có thập ba la mật, chứ không phải chỉ có 6 lục ba la mật. Nhưng mà chi tiết thì là 10, gọn thì là 6.
Tại sao mình không chọn cái khác mà chúng ta chọn thập ba la mật? Bởi vì nếu chúng đã nói là chúng ta đi thì đi 10 để biểu tượng cho cái hình ảnh là trọn đủ. Tết nhất chúng ta đi cái gì cho nó trọn đủ 10. Riết nó thành một cái phong tục là gì? Đi 10 cảnh chùa. Đâu phải rằm tháng giêng không. Ông bà cha mẹ chết cũng cúng 10 cảnh chùa. Thôi kệ, có khả năng cúng 20 đi, thêm 10 chùa nữa cho ta nhờ. À, muốn cúng 100 chùa cũng được, càng nhiều càng tốt, không sao hết. Nhưng mà thì giờ đâu đi như vậy, đâu có ai tổ chức nổi. Cho nên chúng ta lấy số 10 làm chuẩn. Rồi bây giờ chúng ta thổi vô đó. Quý vị thổi vô đó thập thiện cũng được. À, nhưng mà đừng thổi vô đó thập loại cô hồn thôi. Số 10 trong Phật giáo thiếu gì? 10 hạnh phổ hiền, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quản tu cúng dường gì đó, sám hối nghiệp chướng, vân vân. Còn nếu như mà giờ mình lỡ, mình không có thời giờ, mình đi Tết năm nay mình đi được 5 chùa phải không? Thổi vô đó con số 5, Ngũ Giới nè, Ngũ Minh nè. Thiếu gì những cái số 5 mà chúng ta thổi vô đó? Trời ơi, chúng Phật giáo có hằng hà sa số pháp số. Cho nên tùy theo mình thổi vô đó. Ví dụ mình sợ 4 phải không? Tại sao? Tại vì mình nói là sanh lão bệnh tử. Mắng gì? Mình không thích đó, mình đổi lại đi. Từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm, có sao đâu. Thành nữ ra tất cả là do chúng ta. Pháp Hòa đã nói từ xưa giờ tới đại chúng đó, nếu chúng ta làm việc gì chúng ta dừng ngay đó thì chúng ta kẹt ở đó. Chúng ta thổi vào đó một ý nghĩa nào của Phật Pháp thì tự nhiên chúng ta làm cũng được, không làm cũng không tội. Ví dụ giờ quý vị đi được 10 cảnh chùa phải không? Và quý vị hiểu rằng 10 cái này là tượng trưng cho thập ba la mật. Rồi khi mình đi hành hương á, cái quan trọng là mình hiểu được ý nghĩa của hai chữ hành hương. Nói hành hương là hành gì? Hành hương là giống như hành tây. Đi tới đâu mình phải tạo ra cho mình một cái đoàn thể, mình đi nó tỏa ngát cái hương tới đó. Pháp Hòa ví dụ bây giờ tổ chức đoàn hành hương của tu viện Trúc Lâm. Tưởng sao vô trong đó toàn là dành chỗ ngồi, dành ăn, dành chỗ ngủ, toàn là dành không à. Lên xe bus cũng dành, tới giờ ăn cũng dành, đi toilet cũng dành, ngồi đâu cũng dành. Rốt cuộc cái thành rỡ là mình tới đó xong cái ta, mình vừa về một cái thôi, cái thì cái chùa mà tiếp mình á, ta cũng nói trời ơi cái đoàn hành hương này quá trời hương luôn. Mà cái này không phải hương thơm, hương trầm, toàn là hương mặt cưa không à, đốt lên nó hôi muốn chết. Tại vì sao? Mình đi xong rồi mình đã để lại cho đó một cái tiếng không thơm. Mình đi tới đâu mình để lại cho cái, ở nơi đó một cái tiếng thơm, mới gọi là hành hương chứ. Đăng ký đi hành hương mà cái tinh thần hành hương không có. Mà mình đăng ký đi hành hương là tại vì mình nghĩ là đi 10 cảnh chùa mới tốt. Và cho nên chúng ta đóng tiền đi hành hương, nhưng mà cái tâm hành hương không có, cái tinh thần hành hương không có. Cho rốt cuộc rồi mình đi tới đó không thể hiện được một chút gì của sự hành hương hết. Còn nếu mà nói là 10 để con số gọi là trọn vẹn cho đẹp đi, mình đi 10 cảnh chùa về phiền não không, chẳng đẹp gì hết. Còn nếu mình nói về thập ba la mật đi, mình tới đó mình không có thực hiện một cái gì của ở trong lục thập ba la mật đó, dù là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nguyện lực, phương tiện và tuệ. Cho nên cái chữ hành hương đó không phải là đơn giản là đi 10 cái chùa xách giỏ nhau đóng tiền đi kêu hành hương đâu. Cho nên thưa đại chúng là đại chúng cứ nắm lấy cái tinh thần của tu tập của chúng ta là chúng ta làm việc gì, chúng ta hiểu được cái đó. Rồi từ đó chúng ta có làm cũng tốt, chúng ta có bỏ cũng chẳng sai. Mà chúng ta biết chấp nhận, biết buông xả vì chúng ta hiểu nó. Hiểu cả lý cả sự. Pháp Hòa ví dụ như trường hợp mà mình chết mình để 8 tiếng đó. Hôm nay có mấy trường hợp là bây giờ bệnh viện chết họ không cho để lâu. Vì cái nạn Covid này nó rất là phiền phức. Bây giờ mình đi ra mình chống với nhà thương à? Không. Đạo Phật tôi là phải để 8 tiếng. Thì như vậy mình đâu phải là đạo Phật.
các vị gọi qua nói tùy bệnh viện người ta, người ta cho mình được bao nhiêu mình nhận bao nhiêu. Rồi có nhiều vị nói con dặn rồi đó, khi mà nhà con, gia đình con mà có người mất rồi bác sĩ không được đụng vô. Nó nói vậy đâu có được, người ta phải đụng vô để người ta khám nghiệm tử thi coi xác định người này chết chưa mà cho đi làm đám chứ. Và không cho ta đụng đâu được, phải nói là quý vị có làm gì quý vị nhẹ nhàng giùm tôi, tại vì mình muốn tôn trọng cái người mất khi họ vừa mất thôi. Đừng có nói ba cái chuyện là họ đau quá rồi nhăn mặt họ phiền não, mình nói cái đó tôn trọng để cho người đi được thanh thản nhẹ nhàng, chúng ta không sốc, không làm những cái điều mà nó mạnh ở trên cơ thể, chứ phải cho người ta làm việc chứ. Mình nói như vậy cái người ta nói trời ơi cái đạo này nó ngộ quá ha. Thành ra mình biến cái đạo Phật mình cho người ta nhìn một cách rất là lệch lạc, mà thực tế đạo Phật không phải như vậy. Sự vãng sanh của một con người không phải định ở trong 8 tiếng đồng hồ đó. Thành ra mình nói một hồi cái là người ta có cảm tưởng như là người chết có được siêu hay không là do lúc 8 tiếng đó đó, còn suốt đời này chẳng cần làm gì cả. Mình nói như vậy là mình không có một cái hiểu sâu sắc về Phật giáo. Cho nên trường hợp này bây giờ là cái gì? Đúng là tùy duyên bất biến, và tinh thần mình là bất biến, nhưng chúng ta phải tùy duyên. Hôm nay Pháp Hòa mới đi cái đám tang hồi trưa nè. Cái đám tang này chỉ vỏn vẹn có 30 phút thôi. Không phải anh ta không cho nhiều, nhưng mà người ta yêu cầu mình là xong sớm nào tốt nấy. Bây giờ họ nói là bây giờ đám tang á, gia đình chỉ được có 4 người thôi. Mà hãy mà thầy mà bước vô cái người ta cho có 3. Rồi nói vậy thôi, để tôi đứng ở ngoài. Tôi đứng ngoài tôi tụng cho để người thân vô được 4 người. Người thân mới quan trọng hơn. Còn mình đứng ngoài mình phóng tâm vô mình tụng kinh cũng được chứ có sao đâu. Cho nên Pháp Hòa đứng ngoài cửa nhà lò thiêu để cho người thân 4 người vô, vì người thân cần có mặt cho cha mẹ người ta. Còn mình đứng ở đâu mình cũng chú tâm cho người đó được hết. Thứ sáu này cũng vậy, thứ sáu sắp tới đây cũng có một đám. Rồi họ nói là thầy tới, mà nói được, một mình qua tới thôi. Hễ chùa đi đông nào thì người thân ta phải bớt chừng đó. Thôi để em hy sinh. Sao không cho trong chùa đi? Nó thôi, để có gì mình đi cho nó lẹ. Thì ở đây Pháp Hoài chỉ thưa như thế này, căn cứ trên cái việc đó đó, thì Pháp Hoài chỉ muốn thưa với đại chúng là mình là người học Phật. Chữ Phật là tỉnh thức giác ngộ. Hôm nay quý vị ngồi đây với Pháp Hòa, quý vị chỉ mới Phật học thôi nha. Mà mình mới Phật học thôi, nghĩa là mình học giáo lý. Học Phật gọi là học giáo lý. Thí dụ như là trường Phật học, học Phật, Phật học. Mình là Phật học thôi. Học cái gì Phật dạy. Nhưng mà rồi mình đem về mình ứng dụng để mình được học làm Phật. Cho hai chữ đó, Phật học và học Phật. Phật học là học giáo lý, còn học Phật là học làm Phật. Những gì chúng ta nói nó là văn tự thôi. Quý vị đem về, quý vị ứng dụng, quán chiếu tư duy. Hôm qua mình học cái bài Tứ Pháp Đại Thừa, nó có cái gọi là giáo lý vô tận đó, nhớ không? Kho tàng giáo lý đó. Một khi chúng ta đã có kho tàng giáo lý rồi, bất cứ việc gì chúng ta đều thổi vào đó được một cái ánh sáng của giáo lý hết. Ê, không được chụp hình 3 người nghe. Tại sao? 3 người xui. Tại sao xui? Tôi thổi vào đó cái vô tận giáo lý cho. 3 là Phật Pháp Tăng, Tam Bảo. 3 là Tam Tự Quy Y, phải không? 3 là Tam Vô Lậu Học, Giới Định Tuệ. Tại sao không được? Di Đà Quan Âm Thế Chí cũng có 3. Thích Ca Văn Thù 3. Dược Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cũng 3. Nhang Thắp 3 cây. Lại Phật lại 3 lại. Chị em gặp nhau, chị quẩn không? Ngồi để ăn 3 hột chơi. Mặc dù ăn nguyên chén kêu ăn 3 hột mà. Cơm cũng 3 chén, trà rót 3 chung.
Việc gì chúng ta tụng ba biến. Thế thì tại sao chúng ta cử ba? Cho anh, tại vì cái đầu anh nó chỉ không có cái khác, toàn là cái xui không à. Cho anh sợ số ba, tôi toàn là hên không, tôi thổi vô đó. Mình có vô tận giáo pháp rồi, cái gì mình cũng thổi Phật pháp vô được hết. Cho mình đi tới đâu, người ta nói ồ đạo Phật dễ thương quá, sao sống cũng được hết. Cho nên ngài Hám Sơn đi tới đâu ta cũng sống nhẹ nhàng, hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quang. Cuộc đời này á, giữa cái hồng trần là cái bụi bặm, cái bạch lãng là cái sóng gió, hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Đi ở ngoài trên bờ thì bị bụi, đi xuống nước thì sóng gió, phải không? Sống ngoài đời cũng không yên, bộ trong đạo cũng có yên đâu. Ở đâu cũng có sóng gió hết, hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Nhưng mà món thuốc của mình là gì? Là nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Món thuốc của mình là món thuốc của nhẫn nhục, của nhu hòa, là món thuốc linh diệu đó. Đáo xứ tới chỗ đó tùy duyên. Đi tới đâu ta biết tùy duyên tới đó, thì duyên tuế nguyệt, ta cho sống lâu, lạng hoạn ta trảm. Thậm chí ta nói thẳng luôn, ở đây không có welcome anh, anh đi về sớm giùm tôi. Đó là tao nói thẳng nha. Còn ta lịch sự, ta đuổi khéo. Mình sống được vậy rồi thì đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt. Chữ duyên là dài ra, tuế là năm, nguyệt là tháng. Mình làm cho nó tăng trưởng cái tháng năm ra là tượng trưng cho cái sự sống lâu, ở lâu ở đó. Chung thân an phận, hết cuộc đời này mình vẫn an phận. Độ thời quang là gì? Qua được từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đó là bí quyết sống. Cho nên trong kinh Tứ Đại Thừa Tứ Pháp đó, một vị Bồ Tát có những cái kho tàng vô tận. Trong đó có cái gọi là giáo pháp, kho tàng giáo pháp vô tận. Cái gì mình cũng thổi vào đó hồn Phật pháp được hết. Pháp Hòa nhớ có một thi sĩ, không nhớ ông gì, hình như nếu Hòa nhớ không lầm là nhà thơ Trù Vũ. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc trầm. Chỉ độc quyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Đó là cái đàn gì của Việt Nam? Độc huyền cầm, one string guitar. Cái độc huyền cầm đó một giây thôi mà nó đánh được tất cả các bản nhạc, phải không? Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc trầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Chúng ta nắm được cái sống của cái áo rồi, treo cái áo nào ngay cái đó, phải không? Máng cái áo lên, máng ngay cái sống áo. Áo nào lệch được, cầm cái áo nào lên xếp, nắm ngay cái sống áo, hai tay nó gặp vô liền. Nắm cái sống này, kéo hai cái tay này ra rồi là vũ được cái áo vô khuôn hết. Cho nên chúng ta chỉ cần nắm được cái then chốt của Phật pháp, phổ được tất cả những khúc nhạc. Bài thơ rất hay, vọn vẹn có bốn câu. Làm sao phổ được khúc hùng tâm của Phật
Cái bài pháp đó nó hay lắm. Cho nên ngài thiền sư Việt Nam mình, hình như là ngài Trần Thái Tông, một tiếng sấm xuân, một tiếng sấm mà vừa trỗi dậy, khắp nơi cây cối nảy mầm xuân. Cho nên hòa thượng lần mai chú giải cái bài kinh Người Bắt Rắn, im lặng sấm sét, Silence of Understorm. Cho có những cái mình làm rất đơn giản nhưng mà nó rất hùng hồn. Có những cái mình im lặng nhưng mà cái im lặng đó nó nói lên được một bài pháp tuyệt vời. Cho nên mình có một thiền sư tên là Vô Ngôn Thông. Không có một lời nào hết mà chuyện gì cũng thông. Đâu phải mình nói cả ngày mới gọi là thông. Có những cái im lặng đi là thông hết à. Tại vì những lúc đó cần được làm một thiền sư vô ngôn thông. Hết giờ rồi, 2 tiếng rồi. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội chia sẻ với quý vị trong cái buổi vấn đáp tối hôm nay. Thì nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Chúc đại chúng có một giấc ngủ an lành.